Bà đã xem được chấm like lên nha các bà ơi. Hôm nay có nỉ form to với cả chân váy len. Eo ơi, chân váy len của nó hàng eo nó kiểu xuất sắc kinh khủng luôn ấy. Nó dày kinh khủng khiếp luôn, chân váy len nha các bà. Dày kinh khủng khiếp luôn. Eo, lô chân váy len này thật sự luôn ấy, là chất cực kỳ sướng. Các bà ơi, nó dày mà nó đanh dã man luôn nha mọi người nhìn này, nó dày nó đanh kinh khủng luôn. Bao thích chân váy len năm nay ấy, các bà mà đi nhặt bình thường ở ngoài cái hàng này ít nhất cũng phải 14 luôn, bán cho các bà là cực kỳ rẻ. Năm nay đúng kiểu hàng chân váy len đây. Đẹp thật. Mọi người chấm like đi nha mọi người ơi. Bà xem được thì cho MC một chấm thôi các bà ơi. Các bà chấm like lên cho tôi nhé. Mọi người có xem được không ạ mọi người? Hôm nay nên nỉ nhá. Nỉ trước. Nỉ chân váy len. Mọi người thích áo dạ. Các bà thích xem cái gì thì các bà cứ chấm like nhé. À mọi người ơi, ai vào rồi thì cho MC một chấm like. Áo dạ, ê, con này còn con size M đây này. Hôm qua khách cứ hỏi con size M này. Ô, con này size M xinh xỉu luôn. Màu vi size M. Xinh xỉu luôn. Không có bộ em ơi, chị không có bộ. Chị không có bộ đâu. Màu ghi xinh xỉu nhá, mọi người chấm like lên nhá. Đấy. Ờ, xin chào, xin chào, xin chào. Đây, xinh không? Xinh xỉu luôn. Dạ này còn ít, ai lấy nhá. Chân phải len đi nhá. Đấy, thích. Mọi người thích xem cái gì thì len cái đấy. Ôi, chân phải len năm nay đẹp lắm luôn đấy. Nhưng mà năm nay chạy một mẫu số lượng nhiều ấy, thế nên là nó sẽ không có nhiều mẫu đâu ạ. Hôm nay mới được nghỉ để xem á. Đây, chân váy len cho các mụ đây, nó đẹp kinh khủng khiếp luôn. Nó dày mà nó mềm ấy. Cái hàng chân váy len dày mềm ấy. Cái hàng này mọi người mà đi nhập thì chắc là vào 14 đấy. Cái hàng này chắc là vào 13, 14 đấy. Chân đẹp lắm. Ê ôi, form này. Các bà nhìn này, chân váy len form dài này. Ôi dồi ôi, xin chào, xin chào. Trời ơi, năm nay hàng chân váy len nó phải gọi là cực phẩm luôn. Chất của nó phải gọi là siêu siêu đẹp luôn, chứ không phải đẹp luôn ấy. Cái màu nâu này nó xinh dã man luôn. Bao lấy cái con này thì lên cho em này. Chất này, có sẻ nha mọi người, mặc sẻ sườn thì mặc, mặc sẻ sau, sau. Nói chung là cầm cái chất năm nay còn đẹp hơn cả năm ngoái luôn các bà. Thề luôn, năm nay cái hàng đẹp hơn năm ngoái. Mà chân váy len này buôn cho các bà bao nhiêu? Rẻ. Chân váy len này mua cho các bà có 80 thôi. Có màu đen từ từ bình tĩnh. Vừa về xong chưa lên được hết màu. Cái màu nâu này nó tây kinh khủng luôn. Có cả màu đen. Con này buôn cho các bà là giá 80.000 một cái thôi. Bảo lấy lẻ thêm cho em 20.000 nhá. Nhưng mà năm nay cái chân này nó đẹp lắm luôn ý. Mọi người nhìn cái form của nó này. Form dài là cái thứ nhất này. Thứ hai là nó xẻ sau và chất nó rất là dày và mềm luôn nhá. Tí nữa, màu đen nó lại mẫu khác hay sao ấy. Màu đen nó lại là mẫu khác cả. Có đen đấy, nhưng mà đen của nó là mẫu lên tăm nâu 2-4. Chốt mã này trước cho em. Mã này bảo lấy chốt cho em là mã 22 trước. Tí nữa em sẽ lên các màu. Chị ơi, trời ơi, nó đẹp kinh khủng luôn. Form dài, mọi người nhìn này, nó rất là thuôn cái chân váy nhá. Năm ngoái là chân váy nó bị hơi bị to. Không có sai, chân váy len không có sai đâu mọi người ơi. Co giãn thoải mái, cái cạp phải co giãn thoải mái đấy. Đấy, buôn 80 nhá, bảo lấy chân váy len thì lên, eo ơi đẹp lắm. Chị Hà lấy con này 2 đúng không? Chưa, chị còn chưa buồn chốt cơ, đã gửi quá đâu. Em ơi, em cứ dồn like đi, em cứ dồn đi, chốt sau, nâu 3 cái nhá. Chân váy 22 cho nên nâu mày, ui dồi ôi, chết rồi, không có nhiều rồi. Đây có chị Hà này. Chị Hà này. Ôi, cái hàng năm nay đẹp quá, một bắt đầu gió mùa rồi các mợ ơi, các mợ ơi. Chị Hà Nguyễn này cho Lan Nông một cái này. Mã này em còn một cái thôi. Rồi ôi, bà cứ hỏi nhá. Ừ, dồn đơn thoải mái em ơi. Lúc nào chị chốt thì mấy lần đi hàng, còn chưa chốt thì cứ dồn thoải mái thôi. Đây, trời ơi, còn một cái cuối vào lấy lên lốt đi. Nói thật là cái chân váy len này nó đẹp thực sự luôn ấy. Này mọi người nhìn này, lại còn form dài đấy chứ. Năm ngoái cái chân váy len nó bị bè. Đấy. Đấy, chị ba rồi, em cho chị ba rồi, vẫn còn. Đấy, chị Áo lấy nữa cái con màu nâu này đẹp chưa? Trời ơi, cái form của này nó đẹp xỉu luôn. Bảo lấy con này thì lên nhá, còn một con thôi. Màu nâu, còn một con. Hôm nay mọi người có thấy nó sáng hơn không? Hôm nay đầu tư thêm quả đèn. Các bạn có thấy sáng hơn không? Thôi chết rồi, rách túi. Tiếp nhá, em lên tiếp cho các bạn.
Đây mọi người thích màu đen, nhưng mà màu đen năm nay nó lại chỉ về cái mã này thôi. Đây là màu đen mã này này. À có màu ghi đậm nữa. Đây màu đen nó là mã này này. Nhưng mà màu đen này nó đen trơn. Nhưng mà nó là len tăm cơ. Nó là cân không phải cân to. Sáng rực luôn này. Khổ lắm, mua cái đèn mất cái công, mua cái đèn live mất độ 900.000. Hôm nay mới biết là mang cái dây ra cắm để bật đèn. Cuộc đời của tôi. Con này là nó xẻ, im em xem nó xẻ đâu rồi. Ôi con này không xẻ, con đen này thì nó lại không xẻ này các bà này. Con đen dài này thì nó lại không xẻ và nó là hàng tăm nhỏ. Mọi người nhìn cái mỡ chất này. Đấy, đó là hàng tăm nhỏ nhá. Con đen này thì nó lại là hàng tăm nhỏ. Ủa nhưng mà nó dày lắm ấy, nó dày nặng. Con này nó có hai màu nâu đen. Nâu này của nó là nâu tây như thế này này. Đấy. Các bà nhìn cái chất này thì nó sẽ dễ hơn này. Thấy dày cục chưa? Các bà nhìn thấy dày một cục chưa? Mà nó dày nó nặng ấy, nó đầm len cực kỳ luôn. Có chị Hà hai đen này, cho Nguyễn Thị Hà một đen này. Chị Hà Nguyễn này. Một đen này. Ôi giấy rách túi. Hà Nguyễn này. Ok chị nhá, cho Nguyễn Thị Hà này. Cho Nguyễn Thị Hà một đen này. Hôm nay chủ nhật mọi người chưa dậy hay sao ấy nhỉ? Rồi tiếp nhá. Cho chị Hà Nguyễn một nâu này. Ai bảo thích đen thì lấy con này nhá. Buôn 80 thôi. Eo ơi. Không không có váy body len. Không có body len, nó chỉ có chân váy thôi. Chủ nhật được nghỉ dậy muộn hay sao, nay mình like hơi sớm hay sao ấy. Đây, form dài nha mọi người nha, không phải là form lửng đâu, con này form dài luôn cho các vị luôn. Cái cạp của nó chắc chắn kinh khủng luôn. Đây, form dài, đây với nó là chính kìa. Ôi, cái cạp của nó kinh khủng luôn. Ở hôm nay mình dậy hơi sớm, có thói quen là dậy sớm quá. Chả giờ, nó là sớm hay không sớm, nhưng mà kiểu bảo ngủ đến 8-9 giờ, chưa bao giờ luôn. Em lên cho các bà một mã màu ghi nữa này. Màu ghi thì nó giống cái mã đầu tiên, nhưng mà nó là màu ghi. Đây là màu ghi này, nó giống cái mã đầu tiên mà nó lại là màu ghi thôi. Đấy, các bà nhìn màu ghi của nó này. Mọi người nhìn rõ không? Ghi này của nó là ghi đậm ấy, không phải ghi sáng đâu. Ghi đậm này, đây mọi người nhìn này. Đây này, các bác nhóm hộ chấm like cho em xem là hay bị ẩn comment đấy. À đây rồi, bây giờ mới thấy comment này, tối quá. Khổ lắm, dùng cái đèn thì ở trên nó tối, ở dưới thì nó sáng. Mọi người về trang cá nhân hộ em đi các chị ơi. Thấy. Mã 2 nâu một cái. Rồi các chị ơi, lẻ 100.000 một cái. Ok Ngọc ơi, chân váy len năm nay có chạy không? Ôi rồi bây giờ em mới nhìn thấy các bà. Các bà ơi, vừa nãy tôi quên mất không vuốt cái comment. Mọi người về trang cá nhân của em là nó sẽ sáng hơn đấy các bà. Em đang live ở trên page, em chia sẻ page trên trang cá nhân rồi đấy. Đây, chị Hào lấy con ghi để thì lên này. Chị Hà 2 ghi đúng không? Chị thấy em rồi, Suka Trang rồi, chị thấy rồi, bây giờ mới thấy. Khổ quá, vừa lại chưa vuốt cái comment ra. Rồi, Ngọc có chạy chân về len không Ngọc ơi? Chị Hà Nguyễn này. Hà Nguyễn này. Rồi nhá. Đấy, chị Hào lấy màu ghi này thì lên. Chân váy bao nhiêu? Chân váy lẻ 100. Không bao giờ thao giải tay đây, con chân váy len đấy các bạn. Chân váy len này, dày lắm, dày mềm luôn. Các bà nhìn này, cái len gân của nó mà len này. Đấy, bảo lấy con này thì lên cho mã ghi. Con này vừa lấy còn nâu ấy, nâu còn một cái. Còn ghi còn mấy con này, ghi còn nhiều. Ghi còn nhiều, nâu còn một cái, ghi còn nhiều. Bảo lấy con này thì lên nhá, không bộ thể thao đâu mình ơi. Con này có xẻ đấy nhá mọi người. Cái mã này là mã có xẻ. Qua mẫu nhá. Mọi người... chân váy ghi cho Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn này là Hằng Nguyễn nào ấy nhỉ? Không cho đám cưới ý. Ơ, à, bầu bon chen được không? Chân váy len ghi chị Nguyễn Thùy ơi, bên em phải khách lẻ, bên em phải cọc cước mới đi hàng, nên cọc 50.000 tiền cước ạ. Cái này từ từ đã. Của ai đây nhỉ? Hằng Nguyễn này là Hằng Nguyễn nào ấy nhỉ? Hằng Nguyễn ơi, nhắn tin lại luôn nhá, khách lẻ có đơn chủ động nhắn tin lại luôn, 100.000 một cái giá lẻ. Buôn 80, lẻ 100. Ủa ôi, nó chưa vào vụ thôi em ơi. Năm nào mà chả phải mặc. Đám cưới đám xin cũng phải mặc hết. Đây còn một mã nữa đây. Ủa nó nhiều mã. Con còn không ghi sáng này nữa này. Ok nha, Nguyễn Thùy lấy len ghi đúng không? Để tôi lấy ra một con này. Nguyễn Thùy nhắn tin lại nha. Nguyễn Thùy ơi, nhắn tin lại cho tớ luôn vào cái nick này nhá. Bên tớ không gọi điện chốt đơn đâu.
100.000 một cái luôn nhá các bà. Nhắn tin lại luôn cho tớ nhá. Nhắn tin lại luôn nhá các bà ơi. Đây em xem mọi người thích chân váy em lên trước đi nhá, còn không em có nhiều loại lắm, em còn nỉ nữa. Ơ, nhắn tin đi, khách lẻ có đơn cứ nhắn tin đi. Con này nó là một cái màu nâu khác. Nó khác cái màu nâu trước nha, con này nó là màu nâu sáng hơn một tí. Đây là em cho mọi người xem cái màu nâu trước này. Cái màu nâu trước là màu nâu này, nhưng mà màu này nó sẽ sáng hơn nhá. Cũng dày mềm. Đây, con này thì nó xẻ hai bên. Vết đen đâu, con đấy nó là màu xanh than mà khách lấy rồi chị chưa buồn đóng thôi. Con này thì nó xẻ hai bên này các bà nhìn này, eo ơi. Form dài nha các bà, form nó dài đến qua đầu gối luôn ấy. Đến tiểu bắp chân luôn ấy. Đây, bảo lấy cái mã này lên cho em, mã nâu nhá, mã số 3 đi. Số 3 nhá, con này màu nâu nó xẻ hai bên, nó có màu nâu với màu kem đây này. Mã 3 xẻ hai bên này có màu nâu với màu kem này. Vét thì bán mất rồi, vét về nó chỉ còn màu nâu đất thôi. Đây, con này có màu kem nữa này các bà này, nó xẻ hai bên nhá. Bảo lấy thì lên con này, này. Nó xẻ hai bên. Chị bán cả xỉ cả lẻ. Xỉ là 80, lẻ là 100, lẻ cộng 20.000 một sản phẩm. Khách lẻ cọc cước đi hàng nhá. Đây, con này nó xẻ hai bên này. Các bà thích lấy màu gì thì lấy này. Nâu kem, ôi ôi Lan Anh chị nhớ rồi. Đây, nâu kem luôn cho Lan Anh này. Eo chất đẹp. Dạo này chơi toàn hàng đẹp thôi, nên là các bà yên tâm luôn. Tôi lại ăn toàn hàng đẹp thôi. Cho Lan Anh này. Ok nhá, Lan Anh này. Đấy loại xẻ hai bên này đúng không? Lan Anh này. Rồi, bảo lấy nữa thì lên nhá. Có 100.000 một cái thôi các bà. Mà chân này bình thường các bà ra ngoài các bà mua bao tiền. Ôi nó dày các mọi người nhớ là cái hàng Quảng Châu nó rất là dày và mềm luôn này mọi người nhìn này. Ai lấy con này nâu kem thì lên mã nâu kem nhá. Nâu kem hai màu. Ôi con này các bà nào mà bán chất sướng kinh khủng luôn. Mà mặc nó tôn dáng ấy, cái chân váy len này nó dễ phối lắm. À, phối với cái gì cũng xinh. Ai lấy nâu kem thì lên mã nâu kem nhá. Có cái mã ghi sáng này nữa đây này. Có cái mã này là nó là mã ghi sáng nhá mọi người nhá. Ô con kem, con này có cả mã kem sáng nữa này. Đây chị lên nỉ. Nỉ. Xét vét thì chắc là phải tối. Tối lên là mới về được cơ. Ok. Đây này nó còn một cái màu kem sáng này nữa này. Ok ok. Đây kem sáng đây. Bảo lấy kem sáng. Ủa kem sáng này nó là form dài hẳn này. Mọi người ơi, con kem sáng này nó là form dài hẳn luôn đấy. Đẹp chưa? Kem sáng nha mọi người nhìn này. Nó dày mà nó mềm kinh khủng luôn. Nó như kiểu len thỏ ấy. Sờ chất sướng dã man luôn. Bảo lấy con kem này lên mã số 4. Áo khoác dạ có chưa? Khoác dạ là có cái dạ này thôi. Có lấy cái dạ này không? Dạ khoác nhẹ nhàng này thôi. Đây này. Dạ hãng này này. Có lấy bọn này thì lấy đây. Buôn 175. Dạ hãng khoác nhẹ nhàng thôi. Chứ nó không có cái khoác dạ. Dạ dày năm nay chỉ chạy một lần thôi. Chị chạy rồi. Khoác dạ chị chạy rồi. Chỉ chạy một lần thôi. Không chạy nhiều. Dạ, nói chung là dạ năm nay hàng nó đẹp thì nó đẹp thật. Nhưng mà nó tồn chân nhiều lắm. Vì nó là hàng lộn xộn. Áo vest sau lưng hết rồi. Đây, dạ hãng hơi đợi một tí. Áo dạ 195 chị ơi, lẻ 195, 2 size ML. Kem này có xẻ đây mình ơi. Đây. Thích làm xẻ sau thì làm, mà thích xẻ trước thì xẻ nhá. 100.000 một cái. Có nhẹ nhàng đấy, áo dạ đấy. Áo dạ buôn là 175, lẻ là 195, 2 size ML. Kem này có xẻ một bên thôi ạ. Ừ chị lên, ừ, mọi người thích thì chị lên cho. Đây, ủa con kem này chất nó đẹp lắm ấy. Này mọi người nhìn cái cạp nó chắc chắn kinh khủng luôn. Em bán lẻ có 100.000 nữa các bà nhá. Và nó chạy được số lượng lớn thì giá rẻ. Nếu mà mọi người tách thì cho em cái kem luôn. Quỳnh Thơm ơi nhắn tin lại luôn nha em ơi. Eo ơi khách lẻ toàn bỏ đơn nhiều thôi. Tôi chốt cho khách lẻ toàn chẳng nhắn tin lại. Nhà tôi không gọi điện chốt đơn đâu, nhớ nhắn tin lại nhá. Hàng tăng mát Quảng Châu đầy đủ luôn. Rồi ok, mọi người thích lên dạ thì em lên dạ cho. Quỳnh Thơm. Ok, cho Suka Trang một cái này. Từ đã, cái này cho Quỳnh Thơm một cái này. Quỳnh Thơm này. Này của Suka Trang một cái này.
Ok, mọi người nhớ khách lẻ nhắn tin lại nhá. Khách lẻ mọi người nhớ nhắn tin lại cho tôi nhá. Suka Trang một cái này. À, cái nâu đây chỉ còn đúng một cái cuối thôi. Đây này, cho em nốt nhé. Rồi Quỳnh Thơm này, chắc vừa ẩn comment. Đây, em lên cho các bà dạ đây, dạ buôn 175 thôi, hàng đẹp. Hàng nó kèm luôn cả móc cho các bà ấy. Rồi này, cái này của Quỳnh Thơm này. Quỳnh Thơm, ok nhá. Đây, dạ đây. Đây, con này còn này. À đâu, cái ghi gì đâu. Đây, lên lần lượt các mẫu nhá. Con này có màu ghi này. Ghi này em còn size M này. Bảo lấy con ghi này thì lên cho em mã số 1 đi. Mã số 1 này. Tay của nó đây. Con này mọi người mở khoác với cả kiểu váy len, cổ lọ, váy body. Không có quần jean có nhưng mà không like được đâu ạ. Áo vest sau lưng nó là vải rất là đẹp luôn. Nhưng mà chị không biết là chị còn không. Cái này khách đặt rồi. Chị còn nhưng mà chị không biết là chị còn size gì. Số 1 cho Ngọc Ruby này. Một cho Ngọc Ruby này. Tống giả cái này. Có set vest mình ơi. Có set vest. Này của Ngọc Ruby nhé. Rồi này, Ngọc Ruby này. Xem ở đây. Còn con này nữa. Đây là con kẻ này thì chị còn size L thôi. Một có màu khác không rồi, nó nhiều mã lắm em ơi. Cứ lên cái nào thì lên cái đấy thôi. Thích lấy cái nào thì lấy thôi. Vì nó chỉ có màu tối thôi. Màu xanh than, màu kẻ, màu đen với màu xám thôi. Nó không có các màu sáng đâu. Đây, bầu lấy kẻ này thì lên mã số 2 này. Số 2 này còn mỗi size L thôi các bà nhá. Size L mà form không to đâu. Size L nó sẽ rơi vào tầm độ form bao nhiêu cân nhỉ? Size L nó chỉ rơi vào tầm độ 55-56 cân thôi nha các bà nhá. Kẻ trong Ngọc Ruby, kẻ này em vẫn còn. Chị lấy kẻ đây. Kẻ này giống cái kẻ đằng sau đúng không? Giống cái kẻ đằng sau rồi. Vẫn còn. Bào lấy nữa thì cứ lên. Size L. Con kẻ này chỉ còn size L thôi. Nhá. Con kẻ này. Trang ơi đợi một tí. Bán chân váy len không Trang ơi? Chân váy len năm nay đẹp lắm luôn ý. Chị thề luôn. Toàn màu. Chị chọn toàn màu đẹp luôn. Này của Ngọc Ruby này. Đợi một tí. Các bà đợi một tí. Đây có con dạ này nó có mấy màu này. Cái màu này, con dạ này nó có hai loại này. Ai lấy con ghi này thì lên mã ghi này. Mã ghi này nó có cái ghi viền và ghi không viền nhá. Mọi người thích lấy ghi gì thì lấy này. Đây con này là dạ xù cơ. Này mọi người nhìn này. Ghi viền với ghi không viền này. Bảo lấy ghi viền thì lên. Chưa, bây giờ mới lên đây này. Hoodie còn đằng sau còn một đống này. Đây ghi viền này với ghi không viền nhá. Mỗi cái nó đẹp một kiểu. Đấy, bao hết lấy con nào thì lấy. Ghi viền với ghi không viền nhá. Năm nay đang cực kỳ hot cái mẫu dạ này này. Buôn rẻ, 175 thôi. Bao lấy con ghi này thì lên mã ghi viền hoặc là ghi không viền nhá. Ghi viền này có đen viền không? Đen thì nó lại không viền, nó lại có xanh than viền thôi. Mệt mỏi nhỉ. Đây chỉ có xanh than viền thôi. Tay vào lấy ghi viền thì lên mã ghi viền nhá. Đẹp lắm luôn, cái con này nó là dạ sủ nó dày ấy, chắc nó dày dặn lắm. Bao lấy con này thì lên nhá. Không lấy chấm like qua mẫu nhá. Tiếp này, con dạ này có vài con thôi, có vài mẫu thôi. Đợi chị. Hoodie thì có hàng form to thôi, hàng form vừa thì hôm qua bán gần hết rồi. Đây, tiếp. Con này gọi xuống đấy, con này khách là ướt. Đây, nó có xanh than viền này. Nó có xanh than và có đen nữa thôi. Ghi viền cho Ngọc Ruby này, ghi viền không có size S đâu em ơi. Ghi viền này chỉ còn mỗi hai con thôi. Hai con size L thôi em ơi, không có size S đâu. Con này có mỗi hai con size L thôi. Cái này cho dạ viền đấy là 195.000 chị ơi, lẻ 195. Cái này của Ngọc Ruby này. Ngọc Ruby này. Không có size S, chỉ có size L thôi. Đây con này còn xanh than còn hai con hay sao ấy? Xanh than này. Bảo lấy xanh than thì lên mã xanh than nhé. Xanh than nhé. Các bác ở nhóm hội về trang cá nhân nhé. Xem cho nó sáng. Cái này để đèn nó chỉ sáng được máy dưới rồi. Nó không sáng được máy trên. Đây xanh than đây. Bảo lấy xanh than. Chốt mã xanh than luôn. Đẹp luôn. Uy tín đẹp luôn.
Form trước, form sau đây các bà, con dạ khoác nhẹ nhàng này xinh lắm, con xanh than này xinh. Xanh than này xinh xíu luôn. Bao lấy xanh than lên bã xanh than nhá. Đây con đen đây. Đen thì nó lại là đen này thôi. Hết size M rồi, còn mỗi size L đấy. Không biết là còn cái nào size M không chị, chị xem đã. Chị nhớ là còn cái nào size M rồi. L, L. L. Em ơi còn toàn L thôi. Còn toàn L thôi em ơi, con đen xì này. Bảo lấy đen thì lên mã đen này, con đen này đen 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 trơn này, đen trơn không nhá. Bảo lấy đen thì lên cho em mã đen nhá. Hết hàng rồi. Con đen này hình như có size ML sao ấy. Con dạ viền thì hết rồi, còn toàn size L rồi. Toàn size L thôi. Con kẻ kia cũng là size L rồi. Con kẻ lại size L rồi. Con kẻ lại size L. Hết hàng rồi, còn size L thôi, size L có bà 55 56 cân. Nhá. Rồi, tiếp tục nhá. Lên mọi người thích lên gì nào? Chân váy vẫn còn mẫu, mọi người lên chân váy hay là mọi người lên nỉ. Chân váy em vẫn còn mẫu màu ghi sáng này. Ok nhá. Chị ơi nhắn tin lại nhá. Cho nên cọc cước mới đi hàng nhá các bà nhá. Khách lẻ mới cọc cước mới đi hàng ạ. Đây. Chị lấy con này thì ok này, chị ơi nhắn tin lại luôn nhá. Không có vết. Nỉ lên đi, ok nỉ sẽ lên. Hôm nào dạ về tiếp, chả biết hôm nào, chắc là mai hoặc ngày kia. Nó về nó cũng chỉ về các mẫu này thôi, mà nó kiểu sai số nó khác thôi. Đây nhá, rồi chị ơi chị nhắn tin lại cho em luôn đi ạ. Xíu nữa em gửi số tài khoản cọc cước cho bên em nhá. Ok này. Dạ đấy là 195.000 một cái em ơi, lẻ 195.000. Dạ cầm size L Hằng ơi, chị Hằng ơi size L. Size L. Đây các bà đợi tí tôi lắp vào giả cho các bà đã. Set xanh sau bao nhiêu? À set len đấy là 195.000 chị ơi. Cái này của Hoàng Bền này. Nhắn tin lại nha các bà ơi, bên em không gọi điện chốt đơn đâu ạ. Hoàng Bền này. Lẻ 195 không có size M em ơi, hết rồi, không có size M. Mà cũng hết luôn bãi đấy rồi. Lên nỉ nhá, mọi người không thích chân váy thì lên nỉ nhá. Xem với đây. Còn 5 set. Đây các bà. Con set len này còn 5 set. Bảo lấy lốt 195.000 một con. Buôn 175. Set len, 5 set. Bảo lấy thì lên. Đằng sau của nó là thêu gấu như thế này. Đằng sau thêu gấu như này mọi người nhìn này. Thêu gấu vu xì luôn nhá. Đấy. Bảo lấy thì lên cho em con này nhá. 195.000. 195.000, quần có túi như thế này. Bảo lấy thì lên cho em mã là set len, còn mỗi màu xanh thôi. Bảo lấy thì lên nhá, 195.000 còn mỗi xanh. Còn mỗi xanh như đây, chân váy công sở đây, còn SM đây, bảo lấy công sở lên công sở SM. Buôn 80, công sở có túi hai bên. Công sở có túi hai bên. Bảo lấy con này thì lên, set len 3 set, chị nhặt xỉ à chị ơi. Nhặt xỉ thì phải cọc tiền cho bên em mới nhặt cho chị ơi. Nhà xỉ phải chuyển khoản cọc tiền cơ. Xỉ như hôm qua có ba bạn, bốn bà xỉ mới thì được có hai bà xỉ cọc tiền, còn hai bà xỉ mất hút rồi. Đây, con chân váy này em có hai size SM nhá. Không còn mẫu len nào đâu ạ, bên em chỉ có một cái mẫu len đấy thôi, hết hàng rồi ạ. Đây, bảo lấy con này thì lên cho tôi nhá, con này có hai size SM này. Chân váy đen này có lót trong không Trang ơi? Không có lót trong đâu Trang ạ. Không có lót trong đâu, nó có túi mà chất vải của nó không phải hàng tuyết mưa đâu, chất mềm lắm, 80.000. Đây, bảo lấy con này thì lên, hai size SM. Xinh xỉu luôn, buôn 80, lẻ 100. Chân công sở có túi. M đen cho chị Hà một con, chị Hào lấy nữa thì lên. Ừ ok, nhắn tin nhá, nhắn tin. Nếu mà xỉ bên chị phải cọc tiền cơ. Đấy, bảo lấy con này thì lên cho em nhá. Đấy. Ok, hai M đây đợi chị. Ôi, đây rồi. Chị Hà Nguyễn này. Chị Hà Nguyễn 21M này. Trang 21M. Rồi nhá, chân váy S. S à? Rồi chân váy S cho Lan Nông. Rồi, con này không phải chất tuyết mưa đâu, con này chất là mềm lắm.
Rồi tiếp tục nhá. Chân váy len mọi người có xem nữa không? Hay là lên nỉ? Ôi nỉ năm nay hàng này của nó năm nay à, hàng đẹp lắm luôn, rẻ. Các bà ơi, nỉ đẹp kinh khủng luôn. Hàng nỉ đẹp hẳn, đẹp ghê tôi không nói mà con nỉ này là nỉ phong to. Hàng chất cũng đẹp. Đây. Nỉ đây. Bảo lấy nỉ này lên cho tôi nhá. Con này bảo là buôn ít thì là giá 88, bảo buôn nhiều thì giá 85 nhá. À chân váy đây là Trang ơi, chân váy năm nay đẹp lắm. Lấy đi chị, thề luôn, vào vụ hàng này bán sướng đời luôn, đẹp lắm. Đây, con này có hai màu nâu đen này. Chân tăm này, nó dày một cục luôn này. Hai màu nâu đen nhé, nâu đen kem ghi. Con này bốn màu luôn, nâu đen kem ghi. Bảo lấy mã này lên lại chân váy qua một vòng thì nó chỉ có bốn mã thôi. Đây kem này này, kem này, ghi này, nâu đen kem ghi nhá. Ai lấy chân váy thì lên bốn màu. Cái mã này phải không nhỉ? Ơi không phải, con ghi này không phải mã này đâu. Con này chỉ có nâu kem ghi, nâu kem đen thôi. Không có cúc đâu, năm nay chị không có hàng cúc đâu. Năm nay tất cả là chân váy trơn và đó là len gân thôi chứ không có cúc. Đấy, chỉ có cái mẫu, ví dụ như mẫu này nhá. Đây này, mẫu trơn, toàn mẫu trơn thôi mà nó có xẻ hai bên, xẻ một bên với các loại thôi. Chứ còn không có cúc. Đây này, bây giờ cái mẫu như này. Mẫu trơn, còn đâu không có hàng cúc cả. Chả có nào cúc luôn. Chân váy chữ thì không về, bà bảo là đặt có 50 cái, bà bảo 50 cái chị không lấy được cho em một mẫu đâu. Ít nhất phải đặt 100 cái. Con này màu xinh chưa? Con này màu ghi này. Ghi pha rêu rêu gì đấy ấy. Đây này. Đấy, nó có kem này, có nâu này, có màu ghi này, mềm sướng dã man luôn, chất là mềm lắm. Bảo thích thì hàng chân váy này thì báo tôi lên lại nhá. Nó có vài mẫu thôi mà một mẫu thì nó có số lượng luôn cho mọi người nhá. Con này buôn là 80, chất dày mềm, có xẻ, có loại xẻ một bên, có loại xẻ hai bên và nó là chất này này. Mềm lắm. Trời ơi nó dày, nó mềm cục luôn. Thôi nha, nên nỉ nhá các bà, nỉ rẻ. Bà nào buôn ít thì là 88, bà nào buôn nhiều thì giá 85 nhá. Được đúng 9.000 một cái luôn. Đây bảo lấy con này lên cho em mã nâu. Mã số 1. Con này bên ngoài của nó màu hơi nâu nâu này. Hàng nỉ năm nay là túi zip luôn này. Đấy. Bảo lấy con này lên cho mã số 1 nhá. Con này buôn 88. Buôn số lượng từ 30 trở lên là giá 85 nhá. Đây bảo lấy con này thì lên mã số 1 này. Phong to nhá. Con này nó tất cả nỉ này đều là nỉ phong to. Cái dây rút năm nay nó cũng xịn luôn ấy. Chắc dày lắm. Nói chung là dày. Bảo lấy 1 thì chốt lên cho tôi mã 1 nhá. Mã 1, mã 1, mã 1, một mẫu có số lượng luôn ấy, không phải một mẫu mà có một hai cái như hàng lộn xộn mỗi năm đâu. Khoác lông còn không? Khoác lông là cái gì ấy nhỉ? Mình bán khoác lông bao giờ chưa nhỉ? Khoác lông là cái gì hả? Em ơi. Chị làm gì có khoác lông nhỉ? Đây nhá, bảo lấy số 1 thì lên mã số 1 nhá, mọi người chấm like lên xem nào, nhiệt tình lên xem nào. Số 1 nhá, ai lấy 1 thì lên mã 1. À, có cái mẫu này cho các bà luôn, đẹp luôn. Ôi, con này đẹp lắm luôn ấy. Hôm qua hỏi. Dày ơi là dày luôn, nó form đẹp. Ây, trời ơi, cái chữ này của nó, đó là chữ ấy. Ôi, nó dày lắm luôn ấy các bạn ơi. Trời ơi, đẹp chưa, chữ này của nó là chữ kiểu bắt sáng rồi đấy. Bảo lấy con này lên mã số 2. Form toàn form to rộng dấu quần nhá. Bảo lấy mã số 2 lên. Ôi cái lỉ bông này của nó dày mà lỉ, mặt lỉ nó mịn lắm luôn ấy. Bảo lấy con này lên mã số 2 luôn. Quá đẹp luôn. Số 2 mũ này các bà nhìn cái mũ hàng nó dày như này luôn. Số 2 nhá. Ai lấy 2 chốt lên mã 2 luôn. Có khách đi đâu hết rồi. Mọi người chấm like lên xem nào. Hàng này bao nhiêu thế em ơi? Hàng này 108. Lẻ là 108 thôi em ơi. Form to dấu quần. Con này mix với quần sóc và chân váy thì siêu đẹp luôn. Ai lấy số 2 chốt lên mã số 2 nhá. Ê ơi con xinh này mà mọi người không lấy á. Ôi mọi người làm sao ấy nhở. Ê ơi cái chất này nó dày mà nó mịn như thế này. Số 2 nhá. Bảo lấy 2 chốt cho tôi mã số 2 luôn. Số 2. Nếu mà các bà thích hàng đẹp thì phải mai. Chiều nay. Có form vừa không? Có form vừa. Form vừa nó là nỉ đẹp cơ. Nó không phải là nỉ. Đó là nỉ hàng hãng ấy. Đó là nỉ loại 1 luôn ấy. Áo đát sau là 110.000 bạn ơi. Áo đát buôn 90. Áo đát buôn 90 còn mấy con thôi. Bảo lấy áo đát thì lên mã áo đát nhá.
có form vừa. Các bà thích hàng đẹp hay là hàng ấy? Đây, hàng đẹp đây. Trời ơi, form vừa đây. Ơ, con này của Minh Hằng. Đây, bà nào thích form vừa thì có cái hàng này. Đây là form vừa. Form vừa này thì nó lại có cả không mũ. Không mũ buôn là 109, lẻ là 129. Hàng nỉ hãng. Mọi người thích nỉ nào? Đây là con này nó là nỉ hãng nhá. Hàng hãng chất loại 1 luôn. Con này thì nó là buôn bao nhiêu nhỉ? Cái hàng hãng này thì là buôn 109. Còn đâu lẻ là 129. Còn con nỉ này đây. Đây con nỉ hãng đây. Con này đây. Con này buôn 149 đấy. Nếu mà mọi người thích cái hàng nỉ đẹp này ấy, thì đây. Nó còn tầm mấy chục con nữa. Bảo lấy thì tôi like hàng nỉ đẹp. Đẹp lắm luôn. Trời ơi cái chất này. Chuẩn hàng form tang hãng như này luôn cho các bà nhá. Đấy, bảo lấy con này, thích lấy cái hàng nỉ này thì báo lên. Buôn là 149. Con này buôn là 149. Buôn được nhiều thì là giảm 149 nhá, nhá. Mọi người thích nỉ nào? Trời ơi, hỏi chẳng ai nói gì luôn đấy. Nỉ hãng bao nhiêu chị ơi? Nỉ hãng này là buôn là 149 em ơi. Nhưng mà em nhặt xỉ để em cọc tiền lại luôn cho chị ấy. Chị hãy xin xong rồi nhặt nhá. Em nhặt xong toàn vẫn thôi. Con nỉ hãng này bảo lấy hàng đẹp. Hàng này Ninh Hiệp đang buôn cho các bà là tầm rơi vào 18-19 luôn đấy. Bây giờ tôi buôn cho các bà có 14-9 thôi. Hàng đẹp, form nó là form vừa là nó không giấu quần chứ không phải là form bé tí đâu. Nỉ hãng thì nó có nhiều mẫu. Đây là nỉ hãng thì nó có nhiều mẫu. Cái cam chị cầm là 169.000 em ơi, cứ cộng 20.000 luôn. Con này, cái mẫu này này, ví dụ như cái mẫu này, này nó buôn ra là 109 đấy này. Đấy. Ơ, có mỗi hai cái thì biết tính thế nào mà gửi. Người đẹp ơi, nhặt nhiều nhiều vào. Trời ơi, nhặt có hai cái thì làm sao mà biết tính giá như thế nào mà gửi. Các bà nhặt xỉ, các bà phải nhặt cho tôi 10 cái mà chứ, nhặt có hai cái. Đấy, các bà thích nỉ đẹp không? Thích nỉ đẹp thì lên nỉ đẹp. Hàng này là buôn 109. Thôi rồi, các bà thích đẹp hay xấu các bà báo chốt một câu để em lên cho. Lỉ đẹp thì nó chỉ là form vừa 57-58 cân quay đầu thôi. Đâu, nhặt len được có hai cái. Với cả hai cái set kia thì gửi gì mà còn chẳng thể nhắn tin lại luôn cơ. Đây, con nỉ cam vừa rồi là lẻ 169. 109, con này mã số 1, 109 này. Cho chiều xuân này. Thích hàng đẹp hay là hàng vừa? Hàng vừa là hàng 88. Rồi nha, các bà thích hàng đẹp đúng không? Đẹp, hàng đẹp được. Rồi cái này. Nhưng mà chị xả cái kia hết ra rồi. Có, nỉ mũ hãng còn. Đẹp đi. Ôi dồi ôi, đẹp hôm qua bán gần hết mũ rồi. Khách nào cũng cọc tiền hết rồi. Hôm nay nó mới về. Cái này của chiều xuân. Thôi còn cái gì thì mọi người nhặt nhá. Xong mai nhặt tiếp. Nỉ mũ đây, mũ này lấy lốt đúng không? Con này buôn là 149 nhá. Này của chiều xuân này. Đây các bà thích hàng đẹp thì lại lên hàng đẹp vậy. Đây chiều xuân này. Tiếp này. Chân váy đen đằng sau 100 chị ơi. Con này 109 đây này. Nó pha kẻ này. Đây form của nó đây. Pha kẻ 109 này. Hàng của nó tất cả hàng theo luôn. Bảo lấy lên mã số 3. Số 3 nhá. Mai nó về thêm, các mẫu nó cũng chỉ tương tự như này thôi. Mã số 3, bảo lấy 3 lên mã 3 này. Chất nó dày mà nó mềm kinh khủng luôn. Nói chung là tiền nào thì của đấy, bà nào thích chạy hàng nào thì chạy. Mã số 3 nhá, bảo lấy 3 chốt lên mã 3 luôn. Hàng theo nhá, cái chữ này nó đều là 3 rồi cho chiều xuân luôn này. Chiều xuân, ok. Hết rồi hậu ơi, hết rồi. Hôm qua nhặt, không nhặt. Mai về thêm bà nào lấy thích lấy nhiều thì mai. Tôi mới lấy tôi đặt có 500 thôi các bà ơi. Trời ơi, con siêu phẩm này không biết xả ra cho ai. Con này buôn 90 Ngọc ơi, lấy bao nhiêu thì lấy. Con này mã 4 này. Mã 4 này, bảo lấy 4 lên 4. Mã số 4. Bảo lấy 4 lên mã 4 này, hàng 2 mũ nhá. Đã đẹp thì nó đẹp hẳn luôn, đắt thì nó phải sắt ra miếng luôn. Con này mã 4, bao lấy 4 cho lên mã 4 luôn. Mã số 4 nhá, 4 cho Ngọc Ruby này. Ôi mã 4 hết rồi, Như Quỳnh ơi, hết rồi, Ngọc Ruby này.
Bà nào mà chưa nỉ mũ bao nhiêu, nỉ mũ 169 bà ơi, lẻ 169 hàng loại 1 luôn. Bà nào mà chưa nhặt được hôm nay thì mai nhặt. Mai nó về thêm mà. Cái này của Ngọc Ruby này. Ruby này. Sao tôi lại ế cái đống nỉ đằng sau mấy trăm nỉ xanh. Đây tiếp nha. Đây này, toàn khách nhặt hôm qua rồi mà em không thể nhắn tin lại, em xả ra luôn. Các bà ơi, mai nó về một mẫu nó có số lượng luôn. Nhưng nó không về lẻ tẻ như thế này nữa. Ôi dồi ôi, con này hàng siêu phẩm luôn mà, thế này mà lỡ xả ra này. Con này mã số 5 này, yêu chưa? Số 5 nha các bà này, hai con thỏ này đấy. Số 5 nha, bảo lấy 5 chốt lên mã 5 nhá. Đây, cái tai đây. Hàng nó phải xịn như thế này luôn. Nhưng mà mai chắc là cũng không có cái mẫu này đâu. Nó chỉ về cái mẫu nghỉ chữ thôi vì hàng này hết hàng rồi. Số 5 nhá, 5 cho bà Hoàng Bền này. 5 cũng dự bị luôn cho Triều Xuân này. Hoàng Bền ơi, nếu mà lấy xỉ nhặt số lượng nhiều nữa là phải cọc tiền luôn ấy. Bây giờ mà chưa cọc được thì dừng like là cọc nhá. Nếu mà đồng ý thì ok thì báo luôn cho chị là ok luôn. Hoàng Bền này dự bị luôn cho Triều Xuân luôn này. Rồi tiếp tục nhá. Toàn cho một cái ơi, lấy cái nào thì lấy đi, lấy cái nào thì cứ lấy đi, nhặt đi. Đây. Có cả khoác nữa. Đâu? Hoàng Bền comment trước mà máy của chị nó hiện lên comment trước đây. Có này mã xanh, đằng sau của nó cũng theo chữ luôn này. À đằng sau này. Bảo lấy mã xanh thì lên mã xanh này. Xanh nhá. Dày chưa? Xanh đằng trước chữ, đằng sau chữ luôn. Ai lấy xanh? À, về trang cá nhân đi xem màu cho nó đẹp. Ở trên máy trên nó bị lóa đấy. Nguyễn Như Quỳnh nhắn tin lại luôn nhá. Bên tớ cọc cước mới đi hàng nha Quỳnh ơi. Bên tớ cọc cước mới đi hàng. Nguyễn Như Quỳnh. Mọi người về trang cá nhân nhà em đi, đăng lại trong phết để cho đèn nó sáng. Bên ở trên này nó bị tối ấy. Nguyễn Như Quỳnh này. Rồi ok này. Xanh của Nguyễn Như Quỳnh này, dự bị cho Hồng Ly này. Các bà nào dự bị cũng nhắn tin lại nhá nếu mà. Ok ok, Nguyễn Như Quỳnh này. Tiếp đây. Con này lên mã nâu này. Bảo lấy mã nâu, chốt mã nâu này. Đây nâu đây. Nâu đây. Con này form 57 58 cân nhá, nếu mà bà nào cao cao 60 cân các bạn mặc được cái form này nhá. Đây bảo lấy con này thì lên mã nâu này. Nâu nhá. Xinh chưa? Xinh nhá. Chữ này. Tất cả chữ này đều là hàng chữ nổi hết luôn nhá. Nâu nhá, bảo lấy nâu, chốt mã nâu luôn nhá. Đây. Cái đợt hàng này thì mỗi mẫu nó chỉ có 1 đến 2 cái thôi. Còn đông mai thì nó cũng sẽ về số lượng. Nhưng mà lại có mẫu khó, có mẫu không được như thế này ý. Nâu nhá, không ai để nâu à. Tiếp qua mẫu nhá. Đây là vàng trơn này, đây con xanh đây. Cái rồi lại rách hết túi bóng chứ không có túi bóng to để đựng nữa. Con này mã xanh này, bảo lấy xanh, chốt lên mã xanh này. Đây, xanh đây. Kìa ôi, cái tay nó yêu lắm luôn ấy, cái tay theo này. Xanh nha, bảo lấy xanh, chốt cho tôi mã xanh luôn. Xanh. Ủa, sao em không thấy ai dưới này comment vậy? Mọi người ơi, đến mã nào mà không thích mọi người xanh cho Triều Xuân. Mọi người chấm like qua mẫu nha. Xanh cho Triều Xuân. Hết rồi gái ơi, có một con thôi. Triều Xuân, Hồng Ly ơi, chọn sang mã khác nhá. Rồi, xanh. Tiếp qua mã này. Ok. Có này mã vàng trơn này. Nhưng mà nó có cái túi ở đây này. Ai thích ơ đâu, vàng trơn thôi. Con này chỉ có vàng trơn thôi. Bảo lấy vàng trơn chốt lên nhá. Ừ, like chị like sớm. Like chị like sớm, nó có cái túi ở tay nữa thôi. Con này vàng trơn có túi ở tay. Eo ơi, có bà ơi, 9 giờ tôi mới like mà sớm gì. 9 giờ rồi đấy. Tiếp nha. Có hàng nỉ 88 này. Em có lấy không ạ? Nỉ 88 hàng chính phẩm. Nỉ chính phẩm. Giá đồng giá mà 100 bao nhiêu tiền đấy? 169 một cái này. À ừ, chị quên. Nó có cái link đấy, em kéo xuống dưới tường rồi chị, nó có cái link ấy đấy. Đây là con này bảo lấy thì lên này. Đây, con này có hồng có nâu này, 109, buôn 109. Con này có hồng có nâu, buôn 109. Tay phong to như này, tay to, tay bồng. Buôn 109, bảo lấy con này hồng thì lên hồng, lấy nâu thì lên nâu. Có cái mũ này, mũ thật ý, con này mũ thật nhá. Ai lấy hồng lên hồng, lấy nâu nhá. Buôn 109.
Không thấy thông báo à, hồng với chiều xuân. Rồi lai qua chỗ này nhá, thì lên hàng nỉ kia. Này của chiều xuân này. Không ai thích hàng rẻ à. Trời ơi. Con này hồng trơn form to 109 này. Hồng trơn nhưng mà nó có cái gân ở tay này, mọi người nhìn thấy cái gân nó chạy dọc vào tay chưa? Hồng nhá, hồng lan lông đấy hồng mà. Còn một cái nữa thì chị lấy nhá. Con hồng trơn này bảo lấy lên mã hồng trơn này. Form to lắm, tay bồng nó có cái gân chạy dọc này đấy. Bảo lấy hồng trơn lên mã hồng trơn luôn nhá. Hồng trơn 109. 109 nhá các bà nhá. Bảo lấy con này thì lên 109.000. Hồng này từ từ đã. Lan ơi, em lấy con hồng trơn này hay lấy con hồng kia? Lấy con hồng nào thì báo lên nhá. Em lấy hồng trơn này hay là em lấy hồng kia? Nina này. Rồi tiếp rồi. Đây con hồng mũ cũng là hồng trơn đây, nhưng mà nó có cái túi ở trên này này. Bảo lấy con hồng mũ này thì à, hồng túi này thì lên hồng túi này. Đây nó có hai cái túi hai bên. Hồng mũ. À hồng mũ. Hồng mũ là hồng nào nhỉ? Đây. Bảo lấy con này lên mã số 4 đi cho dễ. Comment mã thì đỡ phải hồng nọ hồng kia mệt quá. Hồng con này là mã số 4 nhá. Con này nó trơn thôi, nó chả có cái gì đâu, nó chỉ có mỗi hai túi ở đây với hai túi ở đây thôi. Ai lấy nhá. Lẻ 169 Sương ơi, lẻ 169. Lẻ 169. Ai lấy con này lên mã số 4 nhá các bà nhá. Số 4 cho tôi. Số 4. Con xanh này vẫn còn này. À hồng cái mũ len cái gì? Tí nữa chị lấy cho, vẫn còn mũ len hồng, hồng mũ len hôm qua vẫn còn. Đây con này mã số 5 này. Bảo lấy 5 lên mã 5 luôn cho tôi này. Mã số 5 nhé. Đây mã số 5 đây các bạn. Số 5. Bảo lấy 5 lên mã 5 này. Tối nay mới về. Ôi các bà đòi tôi hàng nhiều quá. Số 5 là chiều xuân. Các bà đòi tôi hàng nhiều quá. Tối nay về các bà ơi. Về tôi báo luôn. Đang mong bán hàng quá vì đang hết tiền đây. Từ số 5 này hình như còn một cái nữa này. Số 5 cho chiều xuân này. Cho Như Quỳnh một cái này. Này của chiều xuân này. Chiều xuân này. Này của Như Quỳnh này. Eo ơi có bao nhiêu tiền. Xét len không về thêm nữa đâu mình ơi. Xét len đắt lắm. Xét len ôm hàng từ đầu vụ là một cái hàng rẻ. Hàng tầm này giá chát lắm. Không bán được. Từ từ xem con xanh này có phải con xanh đấy không. Để cho hồng ly một con. Rồi nhá, con này cho hồng ly một con này. Xét len không có hàng về thêm đâu các bà ơi. Bây giờ các bà đi đâu buôn được hàng xét len 175. Không ở đâu có đâu, cái hàng này là ôm sale từ lúc mà nó vẫn còn nóng vỡ mặt 40 độ. Thì tôi mới có giá này bán cho các bà chứ. Hồng ly book lại nha em ơi. Bây giờ không có hàng 175 đâu em ơi. Con này không có hàng đâu. Rồi con nâu này bảo lấy con này lên mã số 6. Con thỏ. Con thỏ cà rốt này lên mã số 6 nhá. Bảo lấy 6 lên mã số 6. Hai mũ. Ừ thì để cả 5 set cũng được. 175.000. Số 6 cho Như Quỳnh. Số 6 Như Quỳnh dự bị chiều xuân. 6 con. Mỗi con đấy. Mai về nhé. Cô bộ len tăm. Bà nào mà hôm nay mà chọn được ít ít đấy, các bà cọc tiền lại đi. Mai tôi like tiếp cái hàng đẹp đấy cho các bà. Cái này của Như Quỳnh này. Như Quỳnh này. Nguyễn Như Quỳnh này. Dự bị là chiều xuân luôn này. Rồi ok. Bộ len tăm. Đây con này còn đây. Đây. Con này nó chỉ có phối cái này ở dưới thôi. Mã 7 này. Mã 7 nó phối cái trắng này ở dưới thôi. Còn đâu trên này nó trơn này. Mã 7 bảo lấy mã 7 chốt mã 7 luôn. Trên trơn dưới. Có đó là phối phối gì đây này. Phối cái trắng trắng này. Mã 7 nhá. Bảo thích con mã 7 này thì lên này. Mã số 7 nhá, bảo lấy 7 chốt lên cho tôi mã 7 luôn. Mã số 7 này, bảo lấy 7 chốt lên nhá, mã 7. Tiếp qua mẫu nhá. Tiếp nào các bà. Ôi, ơi còn nhiều quá.
Ôi dồi ôi, hôm qua em lấy nhiều mẫu quá em không nhớ luôn. Đúng rồi, thì lấy cái này nó dễ bán mà. Mình ví dụ như mình bán lại là càng nhiều mẫu càng dễ bán chứ sao em. Con này mã số 8 này, buôn 109 này. Số 8 nhá, bà nào buôn nhiều ấy, đen. Đen là con nào? Đen đen, à con đen này gì? Con này đúng không? Lấy con này đúng không? Đây, con này buôn 109 nhá mình ơi. Em lấy xỉ à? Lấy xỉ tí cọc tiền cho chị nhé. Mã 8, từ từ đã. Con này cho Nguyễn Như Quỳnh này, Triều Xuân dự bị luôn này. À con này hình như còn cái lửa đấy. Tí nữa chị lấy cho Triều Xuân luôn. Con này còn đấy. Không lấy đúng không? Không lấy con này đúng không? Thế thôi để cho Triều Xuân luôn con này, 109. Cứ không mũ là 109 nữa mà mọi người lấy được số lượng nhiều thì cắt giá từ 30 cái là sẽ cắt giá cho các bà luôn nhá. Từ 30 cái thì nó sẽ giảm xuống thành 145 với cả 105 nhá. Cứ chọn được đủ 30 cái là tôi cắt giá luôn. À có lẽ loại là váy, con váy này tôi sale lốt cho các bà đi. Ôi con váy này tôi nhập đó là đắt luôn. Đây, con váy này bảo lấy 99 luôn này. Váy nỉ đuôi cá này xinh lắm, con này này. Váy nỉ đuôi cá tay bồng nhưng nó dày, đó là nỉ bông ấy. Bảo lấy con này lên mã 99 luôn, 99.000 luôn. 99.000 bằng giá nhập luôn ấy. Nhá, bảo lấy 99 thì lên mã 99. Tiếp qua mẫu nhá. Con này số 9 mà 109 này, số 9 buôn 109, cái tay này của nó là tay len dệt này. Số 9 buôn 109, tay len dệt, bảo lấy số 9, chốt mã số 9 luôn. Số 9 đây, buôn 109.000. Bảo lấy số 9 lên mã số 9, mã cam này này. 9 cho Triều Xuân luôn. Rồi nhá. Chưa, nỉ bông trơn chưa chốt cho ai cả. Mà màu gì nhỉ, em quên rồi. Em quên không nhớ màu gì luôn á. Con này số 10 cũng như thế nhưng mà nó là màu vàng thôi ạ. Số 10 nó cũng như số 9 này, cái hồng ly của lấy con màu vàng này không này. Số 10 nó y như số 9 luôn. Nhưng mà nó là màu vàng thôi ạ. Ai lấy con số 10 lên mã số 10 nhé. Số 10. Số 10 cho hồng ly luôn. À màu hồng trơn đồng giá hết luôn mà. Cho Triều Xuân dự bị luôn nhé. Hồng ly này cho Triều Xuân dự bị luôn. Chốt em hai con đó nhé. Ừ ok, nhắn tin lại là có đơn. Cứ nhắn tin lại là có đơn nhá. Ok, con này mã 11 này. 11 là cái tay của nó này các bà này. 11 tay thêu nhá, cổ này này. 11 vẫn là 10, nói chung là cứ không có mũ là 109, còn cứ có mũ là 149 nhá các bà nhá. Thế đỡ phải đọc giá, con này mã 11. Bảo lấy 11 thì lên chất lỉ dày mềm, chuẩn hãng EMA luôn nhá. Tất cả đều có tang mác hãng hết. 11 xinh thế thì chốt thêm con nữa. 11 cho Nina này. Ok này. Tiếp qua mẫu này. Con này lên chưa ấy nhỉ? Quên. À con này lên chưa nhỉ? Quên mất rồi. Mã 12 nhá, lên lại nhá, tôi chả nhớ mất. Mã 12 này, bảo lấy 12, chốt mã 12 luôn. 12 nha các bà ơi. Mũ nó toàn mũ dày như này, các bà nhìn cái mũ này. Toàn hàng hai lớp dày cục luôn. Mã 12, bảo lấy 12, chốt mã 12 luôn. À đây con đen, à con đen vẫn còn đây. 12 nha, bảo lấy 12 này. À từ từ, Lan ơi, 12 cho Triều Xuân. Em lấy con này màu nâu nhá, màu hồng chị sợ hết rồi. Lấy con này màu nâu nhá. Lan nhá, đây này. Con mũ này này, lấy màu nâu nhá. 12 cho Triều Xuân. Ok, lấy màu nâu đi, hết hồng. Này của Triều Xuân này. Triều Xuân, ok. Cái này của Lan này. Mưa chán nhỉ, được ngày chủ nhật thì lại mưa.
Ôi giời ơi, đúng là các bà sướng, mỗi tôi khổ. Bà ngủ bây giờ mới dậy mà cứ khen tôi like sớm à. Có chân váy len thôi, bán chân váy len không? Chân váy len, chân váy xếp ly, chân váy dạ, các loại, áo da các loại. 1m65, 1m65 mặc được. Nếu mà thích hàng dài thì lấy sang cái hàng này, nó rẻ hơn một tí. Đấy, hàng dài nó rẻ hơn một tí, nhưng mà nó to lắm, nó to giấu quần luôn. Đây, bảo lấy con này thì lên cho tôi luôn. Con này mã bao nhiêu? Mã 13. Lấy chân váy len đi, chân váy len đẹp lắm. Trời ơi, nó chỉ có mấy mã thôi. Cam chiều xuân. Chết rồi, hết túi, không biết túi lấy túi ở đâu hơn bây giờ. Này có chiều xuân. Hết rồi, có mỗi con thôi. Em ơi, như Quỳnh ấy, nếu mà muốn lấy xỉ nhặt nhiều ấy, cọc tiền lại đi mai nhặt. Nhìn lại thấy bà khổ rồi. Chết giả. Khổ, đúng là khổ thật. Chả giờ. Thật sự luôn đấy, bảo bây giờ có cho ngủ, có cho ngủ cũng chẳng ngủ được. Đến 8-9 giờ suốt ngày đánh vật với tiền. Đây này, con này này, con này nó là mã là buôn 88, hàng mũ 2 lớp giấy cộp luôn. Con này 1m65, các chị mặc thoải mái luôn này. Con này buôn 88, lẻ là 108.000 một con. Nói chung là lẻ cứ cộng cho em 20.000. Ê ôi, cái chữ này, mặt chữ nó đẹp lắm luôn ấy. Mặt chữ này nó full đấy này. Không có bộ thể thao, không có bộ thể thao đâu ạ. Đây, bầu lấy con này thì lên cho em mã chữ. Mã 14, 14 này lẻ xỉ là 88.000 một con nhá. Này, hàng dày cộp luôn. Con này lỉ mịn lắm, con này lỉ mịn lắm. Tất nhiên là nó sẽ không đẹp bằng nỉ hãng. Các bà em nói luôn là tiền nào thì của đấy. Cái lỉ hãng thì chất nó mềm, nó dày, nó mịn. Nhưng mà cái mã này của nó cũng mịn. Nhưng mà nó phong to, nó bù lại được cái là nó phong to. Rồi, cho Nguyễn Thị Nga nhắn tin lại luôn nha, Nga ơi. Nguyễn Thị Nga, một cái mã 14. Bảo lấy 14 thì lên cho tôi mã 14 nha. Vẫn còn. Con này một mẫu có số lượng luôn. Tiền đâu mà đánh vật với tiền. Không có tiền thì mới khổ ấy chứ. Có tiền thì đã bây giờ đã ngủ đến 9 giờ rồi. Tiếp nha. Nếu mà thích cây form này nhiều á. Nhiều á. Đây là còn mấy trăm cái đằng sau rồi. Ôi em ơi, nhiều lắm luôn. Con nào mà nó chả to. Đây này. Còn rất rất nhiều luôn. Đây. Cái hàng này mọi người cũng dễ bán mà, em nói thật. Cái hàng vừa tiền này mọi người cũng dễ bán mà. Đây này. Con này có 3 màu. Cam, xanh lá cây, như là xanh da trời đây này. Trời ơi, toàn hàng nó dày một cục, nó đẹp như thế này các bà ơi. Buôn 88, em nói thật với các bà luôn. Cái hàng nỉ nó bán mỏng dính luôn. Mà nó bán còn toàn 8X. Bây giờ em bán cho các bà cái hàng nó dày đúng một cục như này mà buôn 88 này. Con này 3 màu, mã 15. 15 này có màu xanh da trời với màu cam nữa này các bạn. Đấy, lấy màu gì thì lấy, cũng dày nó đẹp lắm luôn. Xanh như Quỳnh. Mà hàng của nó dày lắm. Nó chỉ là nó không được, cái chất nó không được mịn mềm nhũn như cái nhỉ EMA kia thôi. 10 cái tính giá xỉ em ơi, xỉ chuyển khoản toàn bộ mới đi hàng nhá. Hoặc là cọc 30% tiền cước. Cái này của ai nhỉ? Nguyễn Như Quỳnh này. Màu gì? Xanh gì? Xanh chị cầm. Ở đây, xanh chị cầm đây. Đây, nó toàn dày một cục luôn. Nguyễn Như Quỳnh này. Như Quỳnh. Rồi, bảo lấy xanh này nữa thì lên. Ba màu nhá, lấy màu gì, lấy màu nào cũng đẹp, màu cam của nó cũng đẹp. Cái nỉ này bây giờ người ta không thích mấy cái màu nhạt nhạt trắng đen đâu. Cái nỉ này toàn càng sặc sỡ càng đẹp. Đấy, bảo thích lấy con này nữa thì lên nhá. Vẫn còn, một mẫu có số lượng luôn. Xanh lá cho chiều xuân một con. Rồi, cho chiều xuân. Áo này là xỉ là 88, lẻ là 108.000 một cái. Này có chiều xuân này. Đây các bà nhìn này, năm nay nó hàng cải tiến, nó hàng túi zip đầy đủ này, hàng nghiêm chính phẩm, hàng đẹp như này luôn. Chiều xuân nhá. Rồi A không của ai nhỉ? Ở của chiều xuân. Mọi người thích hàng nỉ này nữa không? Lên nỉ, lên xen kẽ hai loại nhá. Cái này lên rồi. Xen kẽ hai loại luôn. Ôi. Ôi vẫn còn. À còn con khoác này. Các bà ơi, có con khoác đây này, khoác hàng đẹp đây này. Khoác hàng đẹp đây. Bảo lấy khoác lên, mã khoác này.
Không có đồ bộ, nhà tớ làm gì có đồ bộ đâu ạ. Mình có mỗi cái bộ len kia thì bạn gì bạn lấy 5 bộ là hết rồi. Ừ ok, em cứ nhặt đi. Chị đã chốt đơn cho ai đâu? Hôm qua chưa chốt đơn. Lại hết hết hôm nay này. Hết ngày mai này. Ngày mai mới chốt đơn, hết ngày mai mới chốt đơn. Đây bảo lấy con này thì lên này. Con này mã khoác này. Khoác cho Như Quỳnh này. Khoác nỉ, hôm qua không vào có mấy khoác nỉ xinh á. Khoác nỉ có mỗi con thôi, cho trường sơn dự bị luôn. À hình như con này còn một con màu vàng, mã khoác này còn một cái màu vàng. Của Nguyễn Như Quỳnh này. Như Quỳnh ơi lên số điện thoại đi em ơi. Như Quỳnh khách mới lên số điện thoại đi. Tí nữa chị còn biết đường chị ấy. Hàng đẹp mai về 500 hàng, mọi người thích lấy nữa thì kho nó còn khoảng 1000 hàng, 2000 hàng gì đấy. Mọi người thích nữa thì em bốc lớp về. Em có bao nhiêu tiền nhà rồi chẳng có nghìn nào. Cho em vàng ok, cho chiều xuân để ghi vào đây. Tí nữa tìm thấy ấy. Nhà giờ có bao tiền lô đi lấy hàng hết rồi. Đây con này mã nâu, bảo này nâu đây mã nâu. Mã nâu này. Nâu chữ hàng đẹp nhá, con này hàng đẹp, tí nữa lên hàng rẻ thì báo là hàng rẻ nhá. Có hai loại hàng. Mà hàng rẻ mọi người cũng dễ bán tại vì các bạn trẻ trẻ các bạn thích cái hình nó form to ấy. Còn cái này thì nói chung là ai cũng mặc được. Nhưng mà cái form to này thì các bạn trẻ trẻ bạn sẽ thích hơn. Nâu vào chiều xuân. Quỳnh ơi lên số điện thoại đi em ơi. Lên số điện thoại đi tí nữa chị còn biết đường chị tìm. Các bà toàn lấy nick ảo các bà nhặt hàng ấy, xong lúc tôi không tìm thấy luôn ấy. Lên số điện thoại đi nhá, không cọc được luôn tiền. Ờ lại chị một tí, cái này chị còn vài con rồi. Mã đen này, bảo lấy đen lên mã đen này. Có loại size bé có chị ơi, chị thích size bé em có cả size bé này. Đây, bảo lấy con này lên mã đen này, đen thêu này, đen này, chữ này. Chữ đen pha trắng đen cho chiều xuân. Xỉ mới lên số điện thoại đi em ơi. Không lên số điện thoại thì không nhặt tiếp cho em đâu. Lên số điện thoại đi, chưa cọc được tiền luôn thì lên số điện thoại luôn. Xong rồi tí dừng like là phải cọc tiền rồi ok nhá. Cái này cho chiều xuân. Con đen này hình như còn con nữa ấy. Thì nữa chị ấy cho Nguyễn Như Quỳnh này. Nguyễn Như Quỳnh rồi. Nghỉ bao nhiêu lỉ 169. Từ từ để chụp màn hình con này đã. Rồi ok thank you. Đen hết rồi. Đây con này hồng còn này, hồng mũ còn này. Ai lấy hồng mũ thì lên này. 109 này, hồng mũ nhá. Còn con hồng mũ. Đây con đen này nó gần giống thế. Con đen này nó gần giống con đen kia. Nó chỉ khác là mũ màu vàng và nó thêu khác thôi. Đây bảo lấy con này lên mã 16 này. 16 nhá, nó thêu ở bên dưới này. 16 này. Chị gì ơi, chị lấy hàng cho bé cho chiều xuân này. Chị lấy hàng cho bé, chị lấy cái mẫu không mũ nhà em ấy, nó bé. Nó bé vừa, còn cái mẫu có mũ này thì nếu mà 40 cân mặc thì tùy mẫu mới mặc được thôi. Chiều xuân. Ok. Bảo lấy lên mã hồng này. Hồng này. Hồng hồng nhá, đây. Toàn hàng hai lớp này, toàn mũ hai lớp dày luôn, hồng này. Bảo lấy hồng lên mã hồng luôn nhé. Đây là còn con xanh này. Ô còn nhiều lắm. Vàng này. Đây khoác. À, chiều xuân ơi lấy luôn khoác be nhá, không có vàng đâu, nó lấy là be đấy. Quên nhớ nhầm. Chiều xuân khoác y như thế mà nó là màu be. Chiều xuân rồi. Đây con hồng không ai lấy bỏ qua nhá. Hồng không lấy bỏ qua. Ừ còn tận hai con hồng. Ok rồi ok lấy. Đây con vàng xanh. Lốt mấy con nữa là hết hàng em mai. Tăng hãng thì cho các bà bán hàng luôn. Đây con này mã vàng này. Ui trời ơi. Con này giống con xanh vừa rồi nhưng mà nó là màu vàng. Bảo lấy vàng chốt mã vàng. Giống hệt con xanh vừa rồi mà nó là mã vàng. Vàng nhá. Rồi vàng có chiều xuân luôn. Này, chiều xuân. Chiều xuân. Ok.
xanh. Nó con xanh này hình như là hết rồi, con vàng. Ơ con này cũng là khoác rồi. Bảo lấy khoác này thì lên mã khoác này. Ê ôi xinh chưa, con khoác này phong to nha. Con này phong to đẹp luôn. Xinh chưa, ai lấy khoác lên mã khoác này. Khoác nha, kéo khóa này. Khoác kéo khóa có chữ này. Hàng khoác này các bà biết đi buôn bao nhiêu không? Buôn 22 đấy các bạn. Những nghiệp buôn 22 bảo lấy khoác vàng lên nhá. Khoác vàng chữ đẹp ạ. Ai lấy khoác thì lên mã khoác. Khoác cho Hoài Băng. Ok, cho Hoài Băng, cho Ngọc Ruby dự vị. Hoài Băng nhắn tin lại luôn em ơi. Nhà chị cọc tiền mới đi đâu nhá. Comment chậm thế. Hoài Băng này. Cho Ngọc Ruby luôn này. Ngọc Ruby dự bị luôn này. Nhắn tin nha em ơi, nhắn tin lại luôn. Con xanh này còn một con này. Bảo lấy xanh này lên mã xanh này. Xanh chữ giống vừa rồi này. Ai lấy xanh này chốt lên mã xanh này. Xanh nhá. Đơn hôm qua làm gì em có đơn gì hôm qua đâu. Hoài Băng hôm qua làm gì có đơn gì. Chị Nga thích hàng không mũ à. Không mũ thì để em về thêm. Đợt em hết rồi. Đang có khách đặt em 200 hàng không mũ để em về thêm cho. Chị nào thích thì em về thêm đi. Ok lên loại to đây cũng hết hàng nhỏ rồi. Hết hàng này rồi. Bà nào mà đặt thì để em về thêm. Này bụi. Của ai nhờ quên mất rồi, xanh của chị Nga Nguyễn này. Chị nào mà thích hàng không mũ ấy, nhắn tin cho em. Nếu mà đông đông khách thích thì em về thêm ghép cùng cái đơn kia. Đơn kia khách nhà em đặt 200 thì em sẽ ghép cùng luôn cái đơn đấy cho mọi người. Ở đây hàng không mũ còn mấy cái đấy. Đây hàng không mũ đây. Đây là chị ơi, chị Vũ Thanh Hương lấy, nếu mà thích lấy cái form nhỏ nhỏ này thì lấy. Nói chung là nó nhỏ vừa thôi chứ nỉ nó không ôm đâu, nỉ nó sẽ ấy đấy. Con này nó cũng sẽ tầm 53-54 cân, thoải mái. Nói chung là nếu mà mặc nó hơi rộng, nỉ mặc hơi rộng một tí. Đây con này Bảo lấy lên mã cam cho em này, 109 luôn. 109. Đây Bảo lấy con cam này lên cho mã cam nhé. Cam 109 luôn, tay bồng. 109 nhé, ai lấy con này thì lên. Thôi nhá, rồi bây giờ lên cái hàng này đi. Chuyển qua cái hàng này nhá. Cam chữ cho Hoài Băng. Hoài Băng hôm qua không có đơn đâu nhá. Hoài Băng ơi, không có đơn gì đâu nhá. Hoài Băng nhắn tin lại luôn nhá. Xỉ lẻ cọc tiền, cọc cước đi hàng. Đây con khoác lỉ đây. Tí nữa em sẽ lên chân váy cho bà, chân váy len. Lên chân váy đi, thích lên chân váy len à. Đây, con này mã khoác đây. Dày lắm. Này các bà nhìn cái khoác này của nó này. Khoác nỉ nhá, con này hàng 88 thôi, 88.000 một con. Bảo lấy khoác nỉ lên cho em mã khoác nỉ, mã số 1 đi, quay lại mã 1 đi. Này nó sẽ thêu ở đây này. Đấy, bảo lấy khoác nỉ lên mã khoác nỉ nhá. Đây chân váy đây, chân váy lên trước một tí nhá, không sợ tí nữa nó đè hết cái hàng nỉ này lên là chịu luôn, không tìm được chân váy luôn ạ. Đây, chân váy đây. Một cho Hoài Băng. Hoài Băng nhặt xỉ hay lẻ? Hoài Băng ơi, nhặt xỉ thì cọc tiền luôn nhé. Ai chân váy này có kem có nâu này mình ơi. Con này xẻ hai bên, hai màu kem nâu, khoác đát đằng sau 110.000. Khoác nỉ cho Như Quỳnh. Đây Như Quỳnh một con đây. Như Quỳnh một em này rồi đây. Từ từ chị chưa biết. À ừ quên. Ồ chị quên. Cái đơn kia của em chị đang chưa biết gửi bên nào đây. Vì nó nhẹ thôi nhưng mà nó to, nó cồng kềnh. Cái này của Liên, quên. Trời ơi quên. Nhặt thêm đi. Con chân váy này có hai màu nâu kem này. Bảo lấy chân váy thì lên, chân váy buôn 80. Dày mềm, màu nâu đây. Lấy màu nào thì lấy nhá. Ờ chị quên đấy. Tại đầu óc nó có vấn đề, quên. Khoác nỉ cho Triều Xuân. Đây con này Bảo lấy thì lên. Chị gửi bên Viettel cũng được. Nhưng mà em biết không, Viettel giờ nó bị bắt tách kiện. Nó không cho ấy. Eo ơi nỉ đẹp lắm Liên ạ. Đẹp đẹp kinh khủng luôn. Nó dày lắm luôn ý. Từ từ khoác đâu ấy nhỉ. Khoác đây, khoác còn con này nữa. Nó dày lắm luôn ý. Ừ. Tại vì là ship Bắc Ninh mấy ngày nhận được, ship Bắc Ninh thì chắc là 2-3 ngày thôi chị ơi.
Em biết không, chị làm việc với cái thằng quản lý ở đấy ấy, thì nó bảo là cứ làm một đơn nhưng mà tách nhỏ nhiều kiện ấy thì vẫn được, thì giá nó rẻ. Nhưng mà cái con nhân viên ở đấy thì nó bắt là ví dụ như là mình tách hai kiện thì phải làm hai đơn ấy. Chị đang có một đơn đi Huế chân váy len 80 chị Nga ơi. Cái này của Triều Xuân này. Triều Xuân có chưa nhỉ? Triều Xuân đây. Ôi Vĩnh Phúc chắc là gửi giao hàng tiết kiệm nó nhanh mà. Các tỉnh phía Bắc mọi người không phải lo. Lo. À ừ của em quên. Liên quên. Các tỉnh phía Bắc thì mọi người thoải mái hàng luôn. Có cái là từ khu vực miền Trung đổ về thì là đi ship nó hơi khó khăn. Còn đâu ngoài Bắc các bà cứ đơn 50 cân, 60 cân tôi cũng nhận hết. Đây, chân váy nâu ơi, chị Nga một con. Chị Nga hàng 80, hàng loại 1 luôn nha các bà. Cái hàng này mọi người nhập buôn nó sẽ buôn vào 11 hoặc là buôn 14 đấy, tùy nhà đấy. Nhưng mà nó là hàng form dài, nó phải hàng form ngắn đâu các chị nhá. Đây, vào lấy con này thì lên này. Chân váy nó chỉ có loại này thôi. Khoác đỉ của em có rồi. Khoác nỉ đấy có nhiều mà các bà. Triều Xuân có rồi thì đây là khoác nỉ vẫn còn đây này. Tí nữa chị lấy cho, lấy đủ cho mọi người. Chưa biết, à đây là khoác nỉ, đây là còn một đống đây này. Đây, khoác nỉ nó còn màu này nữa. À đâu, nó giống nhau. Đây, khoác nỉ còn một đống đây. Chân váy có sẻ, em ơi, có sẻ. Đây là chị từ từ. Đây, Triều Xuân đây. Còn, bao lấy khoác nỉ lên đi, vẫn còn. Chị còn chân váy dập ly còn nhiều. Chân váy dập ly còn còn chắc là phải vài trăm. Đây xẻ đây các bà. Mã này nó xẻ hai bên đây. Không có màu khác. Đấy, mã này xẻ hai bên này, bảo lấy khoác cái con này thì lên này. Có mã nó xẻ một bên, mã xẻ hai bên, có màu đen, có đen chị Nga ơi, con này hai màu nhá. Nó dày lắm luôn đấy các bà. Cái hàng này nó dày, dày cục luôn mà nó mềm ấy. Đây, màu đen đây chị ơi. Màu đen đây, con này có đen, có nâu, có kem, ba màu, nâu đậm ý, nâu đậm ý. Đen nhá, nó là, đây em cho mọi người xem cái màu này thì nó sẽ nhìn rõ hơn này. Đây, đen, nâu, kem, chị hai đen, ok, hai đen, chị Nga này. Hai đen này, một đen này. Hai đen này, chị Nga này. Có màu nâu đậm này này chị này. Nguyễn này. Rồi này. Có Triều Xuân một đen này. Nga Nguyễn này. Chân váy là 100 nghìn một cái. Chân váy len 100 cái này cho Triều Xuân một đen này. Còn nâu đậm này không ai lấy à. Triều Xuân này. Chân váy 42 cân là 42 cân thì mặc cái form này thôi này chị ơi. 42 cân các chị chỉ lấy cho em cái form nhỏ nhỏ này đây. Không phải nhỏ nhưng mà cái form này nó sẽ ngắn vừa, nó dài quá. Con form này nó là màu ghi này, màu ghi này. Ở lấy ghi đây, mã ghi này, có sẻ nhá. Ghi này. Ghi nhá, eo mọi người nhìn cái chất của nó chưa. Chất này cực kỳ sướng luôn, nó dày mà nó mềm lắm luôn ấy. Ai lấy ghi đây, mã ghi này. Ghi có ít nhá. Ghi có ít thôi, ai lấy ghi lên mã ghi. 42 cân chỉ lấy cái mẫu như thế thôi. Cái mẫu kia sợ hơi giả. Con này thì từ nó có một loại nâu sẻ một bên. Em xem đấy. Con nâu sẻ một bên xem. Không, con này hai bên rồi. Nâu sẻ một bên đâu rồi. Bộ xanh phía sau là bộ len chị ơi, 195 nghìn một bộ. Mà chắc bạn kia bạn lấy lốt 5 bộ chắc hết. Ô con này cũng xẻ hai bên rồi. Thế hàng nâu xẻ một bên thì sao? Đen em vẫn còn nhé, chị ơi, thích đen thì vẫn còn nhá. Có không, năm nay không có chân đuôi cá đâu chị ơi, năm nay em trả lời. Đây, con nâu xẻ một bên đây, còn sót một con này, đẹp kinh khủng luôn. Đây, nâu xẻ một bên này, còn sót một con thôi. Con này nó lại dài các chị ơi. Ở chân váy dài thì bắp chân. Đây này. Các bà nhìn này, này. Đấy, 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 đấy. Này. Nâu xẻ một bên đấy cho Lina là còn đúng một con thôi, hết hàng rồi. Sáng rồi các bà nhận lại hết rồi. Này. Còn xẻ hai bên thôi. Rồi nhá. Tiếp nhá.
tiết nỉ nhá. Nỉ bà nào lấy con này không? Con này màu đẹp này, không lấy lấy con gì? Đây. Đẹp xỉu. Đây này, con này vẫn còn đủ 3 màu này. Chế nào thích lấy sang màu nào thì lấy, có túi nhá. Cho em con ghi, cho con ghi. Ghi. Ra ghi đây. Chị không biết, nói chung là chị không nhớ đâu. Em cứ nhặt mẫu nào là ý như mẫu đấy luôn. Em nhặt nhiều mẫu ở đây nó không có. Tại vì cái lô này nó là cái lô mới ấy. Lô mới nó để nó chị được có 200 cái thôi. Vì nó bảo là cái hàng này là hàng khách đặt. Hậu Nguyễn. Em xem lại cái mẫu em nhặt đi. Những cái mẫu em nhặt là đủ hết. Mỗi mẫu 3 cái. Nhưng mà cái mẫu này hình như là không có đâu. Không có đâu, vì cái mẫu này ở lô mới. Lô mới của nó mà lúc em định em bảo nhặt nhưng mà nó bảo hết đấy. Xong chị lăn nỉ mãi rồi để cho chị được 200 cái thôi. Đây là có nhặt thêm cái mẫu này thì nhặt lại form đây này. Em nhìn này. Nhưng mà năm nay nỉ đẹp lắm, đẹp hơn mọi năm nhiều. Này em nhìn này, toàn form như thế này thôi. Toàn hàng kiểu dày, dày cục luôn ý. Mẫu này hình như không có đâu. Mẫu này hình như ở trong lô mới của nó, 3 màu. Đây này, màu nào mọi người? Mọi người lấy màu nào thì lấy nhá. Màu xanh này, này, màu cam này, màu xanh lá cây này. Ai lấy màu nào thì lấy. Con này lên mã gì nhỉ? Mã số 2 nhá. Con này mã số 2 này. Bảo lấy mã này lên mã số 2 nhá. Năm nay túi làm nó đẹp, hàng chính phẩm hôm nay đẹp thật sự luôn ấy. Mã số 2, bảo lấy 2 lên mã 2, 2 3 màu. À từ từ Liên ơi, có cái gói mẫu này đẹp lắm, em không có đâu. Em không có mẫu này đâu. Vì chị thấy hình như em không chọn mã này đẹp chưa? Mã số 1 này, ai lấy mã 1 thì lên này. Cam cho em một cái nhá, rồi ok này. Đây. Xinh lắm, con này nhìn cái chữ này các bà nhìn này. Ôi xinh chưa? Cam cho Lan Nông một cái này. Bảo rồi cái nỉ này toàn màu, càng màu sắc nó càng đẹp luôn. Bảo lấy mẫu 1 này thì lại lên lại 1 nhá. 1 còn nhiều. Một mẫu tôi chạy số lượng nhiều cho bà luôn. Nhìn cái mũ này nó xinh lắm, nó dày lắm luôn đấy các bà. Cái bọn này nó chỉ tốn tiền cước thôi. Các bà, cái này nó tốn tiền cước thôi nhưng mà chất lượng đẹp thật sự luôn. Rồi tiếp qua mẫu ấy à? Mọi người không thích nhặt hàng nỉ này à? Lại thấy trầm hẳn. Tiếp qua mẫu nào? Bước cái bọn chân váy sang đã. Chân váy có màu ghi nữa. Bảo thích chân váy màu ghi thì báo. Cái gì nhỏ khoác len vẫn còn. Tiếp qua mẫu. Cam vẫn còn đây. Màu xanh kia chị, màu xanh là màu nào hả chị ơi? Xanh kia là xanh nào chị? Đây. Con này bảo lấy con này thì lên cho em này. Con này lên mã số 4 này, à số 3 này. Số 3 này. Chân váy đen sao em còn size M đó chị ơi? Con đấy nó là hàng ấy. Mã số 3 nhá, bảo lấy con này số 3 lên cho em mã số 3 luôn. Số 3 nhá, bảo lấy 3 chốt mà 3. Con này phong dấu quần đẹp lắm các bà ơi. Con này phong dấu quần đẹp lắm. Số 3 nhá, bảo lấy 3 chốt lên mã 3 luôn. Xinh xỉu luôn. Con chân váy đấy còn 2 con size M. Chị mặc cái size M thì em lấy cho xem. Số 3 này, bảo lấy 3 chốt lên mã 3 nhá. 3 cho Liên này. 3 cho Liên này. 32 cái, ok 32 cái này. Này của Liên. Tiếp nhá. Đây, chân váy này em còn mỗi 2 con size M, bảo lấy thì lấy. Đây. Chân váy có túi nhá. Con này có túi hai bên size M, 100 nghìn một con đó chị ơi. Size M 100 nghìn có túi hai bên em không là được các bà nhá. Tôi bận tôi không là được, bảo lấy thì lên chân váy. Có hai túi hai bên. Con này nó khoác len, khoác rồi tiếp rồi. Con này mã ghi mã số 4 này. Con này mã số 4 này. Đây các bà thấy dày khủng khiếp chưa? Mã số 4 nhá. Ok nhá, chị lấy size M luôn đúng không? Đây em lấy nhá. Còn hai con đây này. Rồi cho Hằng Nguyễn nhắn tin lại cho em luôn mã số 4 cho Triều Xuân. Hằng Nguyễn. Ok, Hằng Nguyễn này. Rồi. Hằng Nguyễn này. Số 4 đây.
Các bà nhìn năm nay nó dày lắm làm hàng này. Đẹp thật sự luôn. Mã số 4 màu ghi nhá. Có này ai lấy thì lên này. Số 4 chiều xuân một con này. Túi zip đầy đủ luôn. Đấy chưa? Số 4 hai cái nó liên này. Này của chiều xuân này. Chiều xuân này. Số 4 hai cái cho liên này. Liên này. Trời ơi đấy chưa bảo rồi. Có mỗi tôi bị khổ thôi. Nỉ đây 88 chị ơi. Xét vét trời ơi. Hôm nay là người thứ tư hỏi xét vét thứ 5 rồi. Số 4 này đồng giá hết đó chị. Xỉ là 88. Liên ơi chị vẫn tính cho em giá cũ. Em cứ nhặt đi chị tính cho em giá cũ. Vì em lấy được số lượng nhiều. Còn đâu bác nào lấy thì là 88 nhá. Thêm một đi rồi. Thêm một cho chị Hoài, cho chị Hằng một cái đúng không? Xét vét tối nay có mặt các bà ơi bình tĩnh. Cái này của ai nhỉ? Cái này của Liên với cả chị Hằng đúng không? Chị Hằng này. Trời ơi xét vét tối về nha các bà nhá. Đợt này tôi chọn toàn hàng ngon thôi. Em có rồi, em Liên đây này. Em ba cái đấy. Chị Hằng một cái là hết. Hằng Nguyễn. Em vừa lấy hai cái với thêm một là ba đúng không? Hàng Nguyễn này, chị Minh Tâm ơi, con này lỉ dày lắm. Chị lấy về đấy bán đi, con này hàng có bao nhiêu thôi, có 88 thôi. Em mong chị này phải bình tĩnh, nhà tôi nhiều hàng lắm, trên nhà nó còn một đống luôn cơ. Các bà phải đợi bình tĩnh để đợi tôi like dần cho nó bớt bớt hàng đi á. Đây, con này mã số 5 nhá. Con này mã số 5 nó là hàng có túi hai bên. Số 5 hàng có túi hai bên này, bảo lấy 5 chốt mã 5 luôn. 5 nhá, 5 đen xì có túi hai bên, lấy 5 chốt mã 5 này. Đây, phong túi hai bên đây. 5 nhá, đen. Màu cam sau là gì á? Màu cam sau cũng là nỉ. Nhưng mà hình như cái mẫu này em lấy 3 con rồi sao ấy. Hình như nỉ con gấu em lấy 3 con rồi sao. Đây đợi tí, cứ sự phục lại đã. Con gấu này chị nhớ em có rồi. Đây, cam đây. Đây, con gấu này hình như em có rồi nè. Đây, bảo lấy con này thì lên mã số 6 đây. Mã số 6 nhá các bà nhá. Số 6. Hình con gấu mã số 6. Tay đoàn tay bồng to thôi này. Mã số 6 nhá. Bảo lấy 6 chốt lên cho tôi mã 6 hình con gấu nhá. Số 6. Đâu rồi, túi đâu rồi. Số 6 nhá các bà ơi, bảo lấy 6 nhá, 6 thêm 2 con rồi ok, 6 thêm 2. 6 thêm 2 cho Liên này. Liên này. Liên 2 này. Liên này, rồi nhá. 6 phải bảo lấy nữa thì bảo lấy 6 nữa thì báo nhá, 6 không còn. Tiếp qua mẫu nhá các bà. Ủa thì chưa có con đỏ nào này. Đẹp hơn năm ngoái, ừ, trời ơi, chất đẹp hơn nhiều. Em biết năm ngoái chị lấy đắt hơn năm ngoái bao nhiêu tiền không? Chị lấy đắt hơn năm ngoái là vào hơn 10.000 một cái luôn. Áo đắt đằng sau màu kem là 110, Thảo Ngân ơi, lẻ 110, xỉ 90. Mà cái hàng năm nay toàn hàng chính phẩm, một mẫu có số lượng ấy. Đẹp chưa? Con này mã đỏ này, chữ này. Bảo lấy đỏ lên mã đỏ, có túi, chữ đây, mà nó dày hơn. Ôi trời ơi, thôi, sắm một lần các bà ơi. Đây, con này mã đỏ, bảo lấy đỏ đi, lên mã đỏ nhá, đỏ này, đỏ 4 rồi. Năm nay đẹp hơn năm ngoái, và cái khác nó dày hơn, chất đẹp hơn, túi nước xịn hơn. Có sai không? Không, con đấy nó form tầm độ 54 cân, 53 cân thôi em ơi, này liền. Rồi. Tiếp nha các bà. Đây con này, à con pha này, con pha này còn này. Ui sai. Tầm độ 53 cân thôi em ơi. Con đấy nó bé. Em có lấy cái con váy kẻ không? Con váy kẻ đẹp lắm em ơi. 50 mấy cân cũng mặc được mà. Đây con này bảo lấy con này lên mã số 5. À số mấy nhỉ? Ừ số mấy nhỉ? Số 7 đi. Số 7 đi, quên mất số. Đây mã số 7. Bảo lấy con này 7 lên mã 7 này. Xinh cho con pha màu. Mũ năm nay toàn mũ hai lớp dày cục luôn này. Con đỏ đấy 75 cân không mặc được đâu. Mi ơi, Mi ơi lấy cái con này này Mi này.
My ơi lấy cái con này này, con này hoặc là con chữ trắng này này, 75 cân mặc cho em thoải mái luôn. 72 cái cho Liên này. 7 cho Liên này. Chân váy len là buôn là 80 em ơi. Chân váy len buôn 80. Được. Con váy đi đẹp. Ôi chết rồi. Đây bảo lấy 7 lên 7 luôn này, 7 pha màu hàng đẹp luôn, 7 cho Nga này. Trần Mai Duyên Nga một con này. Thế chưa gì đã chuyển khoản. Để đây. Đây rồi. Bảo lấy nữa thì lên này, 7 nữa còn này. 7 còn 2 con, bảo lấy nữa thì lên. Con gấu vừa rồi có màu đen nữa đấy, con gấu cam ấy, có cả gấu đen nữa đấy. Hai lấy gấu lên. Thì lên gấu. Đây, tiếp qua mẫu nha. Con gấu màu này xinh này. À 43 cân mặc chân váy len được. Em một con pha rồi, cho ấy một con pha này, cho Chiều Xuân một con pha này. Chiều Xuân một con pha này rồi này. Đây con màu này mới gọi là đẹp này. Tôi thề tôi tâm đắc màu này dã man luôn. Đây. Đẹp ạ. À? Con này màu đây. Ủa con này nó là hàng nỉ nhung các bà ơi, đẹp lắm luôn, con này nó là nỉ nhung nhá các bà nhá. Bầu lấy con xanh thì lên mã xanh. Con này nó là nỉ nhung, tay bồng to, con này người thì nó không dài dấu quần nhưng mà tay của nó là mẫu tay bồng to đây này. Đây là Liên ơi, em nhớ cái mã này không? Tay bồng to tướng luôn ấy. Ủa con này con mẫu bên Quảng Châu mặc đẹp lắm luôn. Để em hết đi, có 5 con thôi. Thôi để em hết, con này mà lại còn là nỉ nhung cơ. Nỉ nhung hàng đẹp lắm. Rồi cho Liên nữa. Con này mà mẫu nó người nó bình thường nhưng mà cái tay nó to đùng ấy. Tay nó bồng to ấy. Liên này. Liên. Liên. Ok. Hết rồi bạn này lại mình. Rồi, tiếp nha. Đây con này có hồng. Hết rồi. Con này có đen này, đen này. Con gấu này có đen này, ai lấy gấu đen nên mã gấu đen nhé. Đây tôi cho các bà xem, gấu cam, gấu đen, hai mẫu gấu này. Con gấu đen này. Cái này có ảnh mẫu hết cho mọi người nhé. Cái hàng này đó là hàng tao bao ấy, có ảnh mẫu hết, mọi người lên check tao bao phát là nó ra tất cả ảnh mẫu luôn nhé. Hoặc là không em sẽ lấy ảnh mẫu cho con này form to này. Bảo lấy gấu đen thì lấy gấu cam thì lấy này, gấu hai màu này. Cam đen nhé, bảo lấy màu nào chốt lên màu đấy nhé, hai màu. Gấu cam hoặc gấu đen nhá. Lấy màu nào chốt lên cho em màu đấy nhá các bà ơi. Gấu cam hoặc gấu đen. Gấu đen nhá. Ai lấy gấu đen chốt gấu đen lên luôn này. Tiếp qua mã nhá. Gấu đen. Vứt ra đây. Đây. Con này màu xanh. Con trắng pha xanh này. Không ai lấy gấu đen à. Gấu đen 2 cho Liên này. Liên này. Rồi nhá. Gấu đen 2 cho Liên. 108.000 một con. Ui. Lém toàn lém vào điện thoại, nhục. Đây, con trắng pha xanh nha các bà ơi. Đây. Đây con trắng pha xanh này. Em còn một ít set di lê, bảo lấy set di lê em sale lốt hôm qua có một bạn nhặt set di lê hết nhưng mà lại không chuyển khoản. Và cũng chưa thấy báo là có chuyển khoản hay không. Đây con gấu con pha này bảo lấy pha đi, con này pha nó là xanh này. Đấy, bảo lấy con pha này thì lên mã pha này. Áo trắng pha mũ xanh này. Mũ xanh đằng sau 195.000 set len, đợi tí. Con set di lê đấy bảo lấy em còn khoảng hơn 20 cái. Ai lấy thì sale luôn cái set đấy, rẻ. Hôm qua có bạn bảo lấy hết mà xong em nhắn tin bảo chuyển khoản xong trả thấy chuyển khoản, sáng nay chưa thấy gì. Có hơn 20 set, hơn 20 set rồi. Pha cho Liên. Màu xanh kia là màu xanh gì hả chị ơi? Chị thích mẫu nào em lên cho. Một này. Hai này. Không có size đâu chị ơi, con này nó là set len thôi. Set len co giãn này, nó không có size. Ba này. Rồi nhá, chị thích màu xanh gì cũng báo lên em lên cho. Đây là con pha nữa này. À con này còn một con nỉ đẹp này các bà này.
con này còn một con nỉ hãng này, cái bào lấy nỉ hãng này thì lên này. Đây, lỉ hãng hàng đẹp. Đây là còn một con màu đen này, chữ đằng trước chữ sau thêu này, thêu hết luôn nhé. Bào lấy con nỉ hãng này lên mã đen này. Đây mã đen đây, trèo lấy mã đen đây. Bào đang thích con nỉ hãng đen này thì lên này. Nỉ hãng đen nhá. Ai lấy nỉ hãng đen thì lên mã nỉ hãng này. Đen này cho Nina nốt này. Rồi. Hết rồi, nỉ hãng hết rồi chị ơi, hết rồi. Rồi em sót được mỗi một con. Hồng này, tím này. Thôi lên trước con tím cho nó rực rỡ đi. Con tím đẹp mà các bạn, con tím này đẹp. Đây, bào lấy tím lên mã tím. Tím nhá. Lên con quả tím cho nó lạ lạ. Tím, bào thích tím lên tím. Tím thêu, con này hàng thêu nhá. Cũng là hàng mũ hai lớp hết. Cái nỉ đấy mọi người nhìn nó bé thôi nhưng mà ý là nhìn trông nó kiểu nó xẹp xẹp xuống à. Các bà là treo lên mắc phát là cái con này nó hồng, nó đùng luôn. Đây, bào lấy tím lên cho mã tím nhá. Tím túi zip đàng hoàng luôn nhá. Có 5 con. Tím, tím, tím. Không ai lấy tím à. Các bà hỏi lắm, các bà thích tím lắm cơ. Rồi, tiếp để em qua mẫu. Tím này, xanh này. Con này màu nâu này. Con này màu ghi này. Đây, từ từ xem con nâu này nó là con nâu gì đấy. À, con nâu này xinh lắm. Đợi, đợi em một tí. Đợi. Chắc lẻ nhà em cọc cước rồi mới đi hàng nhá. Bà làm một cọc được cước cả. Đây, ôi con này form xinh chưa này. Nâu nha các bà nhìn nè, xinh chưa? Có túi đầy đủ form to nhá. Cái mẫu này nói chung là 100% form to luôn á. Đây bảo lấy con này thì lên này. Chị Hằng ơi, chị thích lấy nỉ hãng chị cọc lại tiền đi, mai em cho chị nhặt thoải mái. Nâu 3 cái cho Liên này. 3 này. Liên này. Mai các bà về em về 500 tặng, về 500 trước thì ảo lấy nữa thì em lại về tiếp. Điền này. Điền rồi này. 108.000 một con chị ơi. Đây con gấu này xinh chưa? Bảo lấy nữa thì lên nhá. Con gấu này bảo lấy nữa thì lên là 108.000 một con chị ơi. Buôn 88, buôn 10 đấy là 88. Lãi bao tiền? Không, 75 cân chị bảo lấy con này này xinh mà. Đợi chị một tí chị lên cho. Con này có hai màu hồng với cả trắng này. Con nâu này không mặc được. 75 cân tí nữa chị lên cho cái mã kia. Con này tầm độ 65 cân thôi. Em ngắm lại màu pha nào ấy nhỉ. Đây con gấu này, bảo lấy gấu này thì lên mã gấu này. Gấu có hai cái túi hai bên này. Gấu nhẹ nhàng này. Đây này con này. Ai lấy gấu này thì lên mã gấu. Có hồng nữa này, bảo lấy hồng thì lên hồng này. Có hồng nữa, có màu trắng này. Pha xanh à, trắng pha xanh à, hay là mẫu pha nào ấy nhỉ? Chị quên mất rồi. Đây, con này có hồng này, bảo lấy gấu hồng thì lên gấu hồng, lấy gấu trắng thì lên gấu trắng này. Con này mã gấu này có túi ấy. Đây. Lấy gấu màu nào thì lên, con hồng này xinh mà. Ôi hồng này xinh xỉu này. Bảo lấy hồng này thì lên mã hồng nhá. Lấy trắng thì lên mã trắng. Trắng pha kem còn con nào không nhỉ? Trắng pha kem hình như hết rồi sao em ạ? Trắng pha kem hình như hết thì sao ấy? Đây, bảo lấy con này thì lên nhá. Ủa, không ai thích gấu à? Tiếc dở rồi. Ý gấu rồi. Tiếc nhá, thì qua mẫu này. Đây, cái này 75 cân đấy các chị. Con này 3 màu 75 cân đấy. Con này với cả con trắng chữ ấy. Này 75 cân các bà mặc thoải mái cho tôi luôn. 75 cân con này. Với cả cái con trắng pha chữ còn to hơn con này. Trắng chữ vừa lấy lên ấy. Đây tiếp lên một mã nữa. Đây là con trắng chữ này này. To tướng luôn. Hàng túi xịn luôn này. Con trắng này chữ này thề nó lỉ nhung. Nó đẹp kinh khủng luôn. Xanh 2. Xanh nào em? Con xanh xanh này á. Xanh này 2 á, không biết là còn không. Con này có màu xanh lá cây và màu cam, màu xanh da trời nữa. Lấy dạng 1 nhá.
hai chắc không còn. Này không to. Trời ơi bà ơi, cái con trắng này á, cái hàng nỉ nhung của nó mặt ngoài nó mịn kinh khủng luôn ấy. Đây này, cái này cho Liên này. Đây con trắng đây, bảo lấy trắng lên đi, con trắng này có tầm chục con. À không, vừa khách lấy được còn tầm 7 con. Con này nó mặt lỉ nhung, nó mịn lắm mà nó to đùng luôn nè. Các bà chuẩn form giấu quần luôn nhá các bà nhá. 195.000 một bộ chị ơi. Đây có túi, ơi con nỉ trắng này xịn lắm ý các bà nhìn này. Nó xịn kinh khủng luôn, nó form giấu quần đầy đủ luôn cho các bà. Mà mặt nó là mặt nỉ nhung, nên tôi tâm đắc nhất cái mẫu này thì các bà không lấy. To đùng 75 cân mặc được nhá. Mặt của nó là mặt nỉ nhung, rất là mịn và dày luôn. Mũ hàng hai lớp, dày cục. Rồi tiếp qua mẫu. Các bà đợi em tí, em like hết cái hàng nỉ này. Em sẽ like theo nhu cầu của các bà, vì em có một số mẫu em sale nữa. Mọi người thích cái gì thì sẽ like cái đấy nhá. Đợi tí đã, lên lốt mấy cái bọn này cho nó gọn. Nhà đã không nhỉ. Cái hàng này là cái hàng mà buôn nó không được lãi mấy, mà nó vốn nó nặng tiền, xong nó lại to đùng. Nhà thì bé tí và cái hàng này to đùng luôn. Ôi con xanh này xinh lắm. Này con xanh này, tay bồng to nhá. Con này tay bồng to này, xinh chưa. Bảo lấy xanh này lên mã xanh nhá, xinh chưa bài này. Xanh. Xanh này chứ đâu lấy thì lên mã xanh. Siêu xinh luôn. Đen đen này. Kem này. Gấu hồng này. Ôi còn nhiều lắm các bà. Có ai lấy xanh này không ạ? Ô, con xanh xinh này không bà nào lấy à? Cái hình này rõ là xinh quá. Xanh nha, bảo lấy xanh lên mã xanh đi, xinh xỉu luôn. Xanh này. Còn mấy con nữa thôi, đợi tí. Xanh này. Không ai lấy xanh à các mợ? Xanh đẹp này. Đây còn con cam này cũng xinh này. Đây con cam đây. Cam này nó cam đây nhá. Đấy bảo lấy cam trước là cam luôn. Cái cam nhá, cam. Có lẽ mẫu nó cam cháy ấy. Cam đẹp luôn ấy, không phải cam ấy đâu, cam cà rốt ấy chứ không phải là cam chóe đâu. Bảo lấy cam này thì lên mã cam nhá. Ô, chân váy vẫn còn này. Đây là từ từ em lên cái mẫu chân váy này cho các bà. Con này hình như là chân váy hàng một ấy đó. Cam này có ai lấy không hả các bà ơi? Mọi người không lấy, mọi người chấm like qua mẫu nha. Ui dồi ôi, đây này. Bảo lấy con chân váy em lấy xanh nhé. Ừ ok, lấy xanh. Đây này. Bảo lấy chân váy len hàng xẻ một bên này, đẹp chưa? Chân váy len xẻ một bên này xinh lắm luôn. Có màu kem với cả màu nâu xẻ một bên nhá. Xẻ một xẻ thôi. Eo ơi, con này nó form, nó thuôn, nó đẹp kinh khủng luôn này các bà này. 40... cân cho đến tầm độ 55-57 cân mặc thoải mái luôn này. Có hai màu, nó là màu kem sáng này. Cứ tưởng hết cái mã đấy thôi, hóa ra vẫn còn mấy cái này. Con chân váy này bảo lấy lên mã chân váy nhá. Chân váy len xinh xỉu luôn. Em lấy kem rồi, ok kem con xẻ một bên này hàng này. Nó dày, nó mềm kinh khủng luôn. Nina một con này. Ai lấy nữa thì lên con này nhá. Có nâu, có kem, còn vài cái sót thôi. Đây, bảo lấy con này. Dài đến qua đầu gối, đến bắp chân. Nó xẻ một bên thôi chứ nó không xẻ nhiều nhá. Xẻ một bên nhá. Nó không như cái mẫu kia. Mẫu kia là nó ngắn hơn một tí và nó xẻ hai bên. Đấy bà lấy con này thì lên. Tiếp tục nha các bà ơi. Nhìn tiếp nào. Con cam này có ai lấy không? Em lấy nâu này. Nâu cho Thảo Ngân này. Nâu cho Thảo Ngân này. Thảo Ngân lấy xanh đúng không? Thảo Ngân lấy xanh này. Xanh là mẫu nào? Thảo Ngân ơi, chị chả nhớ mẫu nào nữa. Mẫu này á. Mẫu này đúng không? Rồi đó Thảo Ngân này. Thảo Ngân rồi này. Thảo Ngân tiếp nha. Cam này không ai lấy thì cắt nha. Cam này không bao lấy thì tôi đã cắt. Lãi mấy nghìn một con. Mà nó to đùng ấy. Eo trời. Xếp tầm độ 500 cái này ra thì chắc là thôi. Nó không còn chỗ bước chân luôn. Rồi tiếp tục nha. Đâu nhỉ? Cam này, đen này. Đây còn con xanh này nữa đó.
Xanh này siêu dày luôn. 40 cân. Ôi chị ơi, cái hàng nỉ này người ta mặc rộng, người ta có mặc ôm đâu chị. 40 cân các bạn mặc được, người ta mặc rộng, người ta có mặc ôm đó. Ô con này xinh lắm các bà ơi. Con này xinh chưa, bảo lấy con này này, nên mã này này, cái cổ của nó đây này. Đấy, nó còn cái cổ này nữa này. Rồi nó có cái tay này. Bảo lấy con này lên mã kẻ này. Kẻ nhá. À chị ơi, nỉ các bà mặc rộng ý. Nỉ càng rộng nó càng đẹp mà. Kẻ. Rồi, cho em luôn. Còn nhá. Rồi, kẻ 4 rồi. Còn các bà ơi, còn một cái. À, phi hành gia 40 cân mặc được em ơi. Bọn trẻ con này nó mặc nó phải rộng rãi ra một tí chứ, nó ôm sát vào người gì. Con phi hành gia này mặc được, 40 cân mặc được. Con này còn một con mét 65 chị ơi, quét 65 mặc ngắn. Mét 65 mặc ngắn vừa ngắn của bạn. Nói chung là nó không được to, không to rộng thôi. Tiếp nha. Cái này cứ nó lòi ra một con gì không biết. Ô con này nó là mẫu lỉ nhung này. Có mỗi một con thôi các bà ơi. Con này lỉ nhung phong trơn nhưng mà lỉ nhung dày lắm, lỉ nhung mềm. Tay của nó có thêm cái gì, tay của nó pha kẻ này thôi. Bảo lấy con lỉ nhung mày lên mã lỉ nhung mày, có mỗi một con. Lỉ nhung nhá, dày cục luôn, có mỗi con. Dày lắm mà có mỗi con thôi. Rồi cho em luôn. Mỗi con lỉ nhung. Sợ sướng luôn. Phi hành gia. Đây cho Ngọc Nhung phi hành gia đây. Rồi cho Liên rồi. Cái này của Ngọc Nhung này. À ôi đổi sang cái Facebook này à. Nhìn nó lạ lạ. Tưởng ai. Rồi. Tiếp nha. Em còn con nào để lên nốt đây. Này Liên. Ồ con nhung này nó còn màu này nữa. Con nhung này vẫn còn này. Con nhung này nó còn màu kem nữa này. Con nhung này còn hai con màu kem này. Bảo lấy con nhung nữa thì lên nhá. Nhung này còn hai con màu kem. Nhung này còn hai con màu kem. Bảo lấy nữa thì lên. Nhung còn hai con màu kem này. Tiếp này. Nhung này còn ba con màu kem luôn. Đây con này nó là cái con khỉ gì ấy này. Con này lên mã gì đây này, con này là con khỉ gì ấy. Đây. Là con này. Bảo lấy con này mã số mấy nhỉ? Con này mã số số 3 đi, con này mã số 3, cái này nó lệch lệch như thế này này, kiểu nó thế nhá. Này, kiểu cái này nó sẽ may lệch như này. Mã số 3 bảo lấy 3 lên mã 3 luôn nhá. Con này nó màu kem ở bên ngoài và nó có cái hình này. Mã số 3 bảo lấy 3 chốt lên mã 3 nhá. Mã số 3. Bảo lấy 3 chốt cho em mã 3 luôn. Mã số 3. Tiếp nha. Xem còn cái gì không đây. Khoác vẫn còn. Ôi con hồng này dày. Một cục. Mã số 3 này. Con này là mã số mấy. Con này mã hồng này. Mã hồng nha các bà ơi, hồng. Dày lắm, con hồng này hàng hai mũ hai lớp dày lắm, hồng. Bảo lấy hồng này thì lên, cái túi này. Hồng nhá, bảo lấy hồng chốt mã hồng luôn này. Hồng nha các bà ơi, bảo lấy hồng chốt mã hồng. Xem còn con gì không. Mã hồng nhá, ai lấy hồng chốt mã hồng này. Ô con hồng này xinh thế này không ai lấy à. Hình như hết mã rồi các bà. Hết mã rồi. Ai đây còn mã ghi nữa thôi. Bảo lấy hồng chốt mã hồng nhá. Con hồng mày xinh này không ai lấy hồng á. Ôi con hồng mày xinh lắm ấy, nó dày lắm luôn ấy mọi người. Hồng mày dày cục luôn. Bảo lấy hồng chốt mã hồng. Tiếp qua mẫu nào. Hồng 2. Dày lắm. Dày lắm. Hồng 2. Điền. Điền. Rồi. Đây con ghi còn con ghi để nữa đây. Con ghi đây. Con ghi giống con đen này. Con ghi để giống con đen này.
Tao lấy ghi lên mã ghi luôn này. Ghi đây, có hai túi hai bên đây. Tao lấy ghi chốt mã ghi nhá, hết hàng rồi, hết mẫu rồi. Kiểu các mẫu đấy thôi. Xem còn sót mẫu nào không ạ? Ghi này, bảo lấy ghi lên mã ghi này. Con này vẫn còn. Ghi nhá. Từ để xem còn sót cái gì không ạ? Gấu đen lên rồi. Con bé này. Ờ, mã ghi. Hết hàng rồi các bà ơi, hết hàng rồi. Bây giờ nó sẽ có, bây giờ sẽ like thập cẩm các loại nhá. Bây giờ sẽ like thập cẩm các loại này. Con này nó là cái gì đấy? Con này là áo len nhá. Còn hàng Emma kéo khóa hôm mai về. Chị bảo rồi, mẫu 75 cân nó chỉ có loại em mua cho chồng à. Có chồng thì không mặc được đâu, nó trẻ con mặc gì. Ai mua cho chồng nữa cái này bao giờ. À, con hồng này lên chưa nhỉ? Con hồng này chưa lên hay sao nhỉ? Đây còn con hồng này chưa lên này, lốt cục này. Đây, lốt cục này. Con hồng này xinh này. Con hồng này dễ mặc. Hồng này nó không phải hồng quê đâu các bà ơi. Hồng này không phải hồng quê đâu. Bảo lấy hồng này thì lên này, hồng này. Không phải hồng quê đâu nhá. Hồng đây, bảo lấy hồng, chốt mã hồng luôn. Không phải hồng quê đâu các bạn. Đây. Hồng nhá, ai lấy hồng chốt mã hồng ấy luôn này. Trời ơi, 75 cân chồng không mặc được đâu. Cái hàng này mặc gì. Rồi, bây giờ sẽ lên các mã sale cho các bà đây. Lên hàng xả nha mọi người ơi. Đây, cái con khoác ở đây, bảo lấy cái khoác này thì lên mã khoác này đây. Khoác này buôn 90. Emma kéo khóa hết hàng rồi, mai sẽ về xem về cái gì được thì về. Con khoác này bảo lấy thì lên con này nhá, con này tầm 52-53 cân quay đầu thôi, buôn 90. Ai lấy con này thì lên, buôn 90 này. Tiếp này, con gì nữa nhỉ? Gái á, gái lấy cái mẫu này này, cái màu trắng này này, màu cam này này, 75 cân đấy, cam đấy. Đấy, màu cam đây. Xinh mà, con này hơi xinh luôn, xanh là xanh ra trời với cam đấy, 75 cân đấy. Ai ai lấy lốt con này thì lên, còn hai cái cam, mấy cái xanh, ba cái xanh. Bao lấy con này thì lên nhá, sau em sẽ lên cái hàng sale linh tinh, cái hàng lẻ mẫu lẻ size nhá. Con này còn ba cái cam này. À ừ, hai cái cam với ba cái xanh. Túi nhá, eo ơi, cái mẫu này nó đẹp thế này mà mọi người không thích nhỉ? Đẹp lắm luôn ấy. Xinh ơi là xinh luôn. Này. Xanh ra trời của chị Nga này. Nguyễn Thị Nga này, nhắn tin lại em luôn nhá. Xanh ra trời cho Nguyễn Thị Nga này. Rồi, tiếp bảo lấy nữa thì lên. Xanh ra trời đây rồi, tiếp nhá. Bây giờ sẽ qua mẫu. Ừ ok, lấy gì thì lấy màu nào thì lấy. Cam chính là đẹp. Con gái lấy cam ấy, đẹp. Cái nỉ này là unisex, con trai cũng mặc được. Các bà lấy cho bé trai các bạn cũng mặc được nhé. Con này trai gái mọi người đều mặc được hết luôn. Hàng nỉ này kể về mọi người bán nỉ đôi cũng được. Cái này của Ngọc Nhung này. Rồi. Tiếp nhá, sẽ lên cái gì nữa bây giờ nhỉ? Đây, di lê đây, bảo lấy di lê thì em sẽ lên di lê cho các bà. Lê đây. À đây thôi chết rồi, còn một cục màu vàng các bà ơi, còn một cục màu vàng. Đây, con màu vàng này nó dày lắm. Trời ạ, sót. Lỗi thiếu sót. Đây. Con màu vàng này nó dày lắm luôn các bà ơi, nó dày một cục luôn. Bà nào lấy con vàng, con vàng này nó kiểu vàng nghệ ấy, nó không phải là vàng khỏe đâu, vàng nghệ đẹp. Đây là cái con này, nó là tay bồng to nhá. Cái con này nó là mẫu tay bồng to này các bà này. Eo ơi Liên ơi, em còn ở trên này không? Em lấy cái con vàng này, nó là mẫu tay bồng to ấy. Em nhớ cái video mẫu Quảng Châu không? Tay bồng to tướng này. Đấy. Con này người thì nó vừa người, nó không dài như cái kia đâu, mà con này nó là mẫu tay bồng to xinh lắm luôn này các bà. Eo ơi, cái con vàng này xinh. Liên không ở trên này mà lấy con này à?
xinh lắm luôn. Đây, con này nó là vàng nghệ này, nhìn cái tay chưa? Đấy, nhìn cái tay chưa? Con này nó chính là cái mẫu tay vàng, tay bồng to này. Sót đấy, đồ niên ba này. Mà chị để, chị nói thật với em á, chị lãi của em được đúng 5.000 một cái. Thề luôn, 5.000. Em ok, đúng là buôn cái hàng nỉ này mệt thật sự luôn ấy. Nó lãi ít xong rồi nó lại to tướng lên, mỗi lần đóng hàng hết hơi luôn. Nó không nặng, cái nỉ này nó không nặng nhưng mà nó rất là to. Mỗi lần tôi cắt hàng và tôi đóng hàng, không buồn treo mắt thôi, treo mắt cái con này lên xinh xỉu luôn này các bà nhìn. Bảo lấy con này đi xinh lắm, thật sự luôn. Không xinh cực kỳ luôn, bảo lấy con này thì lên nha. Rồi bây giờ xả sang hàng linh tinh nhá. Hết hàng rồi, chắc hết mẫu rồi đấy. Không biết là còn con nào nhưng mà chắc là hết đấy. Em xả sang hàng linh tinh nha các chị nhá. Đây con di lê này em còn 3 con này. Bảo lấy lốt 120.000 một con lốt này. Nhưng mà không kèm áo đâu. Con di lê này thì nó không kèm áo ấy, nó có mấy màu ấy này. Nó có 2 màu. Con di lê không kèm áo đâu, nó có 2 màu ấy. Đâu rồi, màu di lê đâu. Không kèm áo, không kèm áo. Ui ôi, không kèm áo đâu gái ơi, lấy đâu ra áo bây giờ em. Chị không kèm áo đâu. Con này nếu mà em lấy xỉ là 105. Chị sale lốt thì còn 3 con. Con này chất dày còn không kèm áo đâu em ơi. Trời ơi, lấy đâu ra áo cái hàng này giá này. Con này nó đang buôn ở ngoài là 14, tôi bán cho các bà chỉ là 105 thôi. Tôi bán lốt cho nó gọn, tôi không kèm áo nhá. Còn có 3 con thôi, bảo lấy lốt thì lấy. Con này giờ trước em bán lẻ cho mọi người là 140. Ok đấy ba. Bán lẻ là 140 đấy. Đây, không kèm áo nhá. Xả thêm một cái nữa đâu ấy, chiều qua bắt đầu ấy. Rồi, tôi cứ lấy trước. Hết rồi, mỗi 3 con cho cái bạn này lốt là hết. 3 con. Tiếp đây cái mẫu di lê kèm áo này là cái di lê hôm trước em lấy ý, nó là di lê trơn thôi. Di lê kèm áo là di lê trơn. Lành của liên ba này. Đây kèm áo đây. Đây là loại kèm áo đây. Đây cái di lê này, di lê kèm áo còn ít. Bảo lấy lốt thì lấy. Kèm áo sơ mi trắng nhá. Đây là sơ mi trắng của nó, đây là di lê kèm áo. Còn cái mẫu này hôm qua có một bạn à, chịu rồi, nhập nhiều loại lắm, không có tiền thật. Thề đấy, có đồng nào đi lấy hàng hết đồng đấy luôn. Trong người chẳng có tiền luôn. Đây này, con này hôm qua em bảo là em bán lốt cho các bà là giá 92. Nếu mà bà nào mà bốc được tất nhá. Hôm qua có một bạn hẹn bốc tất nhưng mà đến giờ phút này chưa thấy chuyển khoản. Còn tầm hơn 20 cái nữa thôi. Bảo lấy lốt thì lấy, giá 92, tất cả đều kèm sơ mi hết. Con này lấy giá này là giá dọn kho, không có lời của mọi người đâu. Đây, còn đâu bà nào lấy buôn thì là giá 105. Sơ mi còn một đống đây. Sơ mi còn một đống đi kèm cho các bà này. Đấy, sơ mi nhiều loại. Nói chung là 10, bà nào mà ôm được về mà bán ấy, 92 là rất là hời luôn. Vì các bà bán lẻ cái sơ mi này ra cũng bèo bèo, bán lẻ tầm độ 70.000 một con, đúng không? Là còn có 20.000 cái di lê, hoặc là bán 50.000 một con sơ mi này thôi, còn vào di lê có 40 mấy nghìn, rất là bèo luôn. Mà di lê à, cái sơ mi của nó là hàng sơ mi đẹp luôn đấy. Bà nào mà ôm được tất thì để lốt giá 92 là giá dọn kho, còn hơn 20 con nữa, đủ màu xanh, màu hồng, màu kem, màu be, màu vàng, màu trắng. Nói chung là thực phẩm các màu. Nhưng mà còn nhiều, chủ yếu là màu kem với màu be thôi. Không, di lê kẻ không kèm ấy đâu, di lê kẻ hết rồi. Di lê kẻ hết rồi, di lê kẻ tôi xả lỗ đấy chứ làm gì còn đâu các bà. Có di lê trơn này đấy, bảo lấy di lê trơn này thì lên nhá. Sơ mi toàn sơ mi đẹp thôi, các bà nhìn sơ mi của toàn sơ mi đẹp thôi. Bảo lấy sơ mi thì lên, hết di lê kẻ rồi. Đây là cái mẫu như thế này này. Bảo lấy thì lên nhá. Tiếp nhá, sang cái hàng váy này. Cái hàng váy hôm qua. Đây con váy này còn đây này. Váy này bà lấy thì lên cho em luôn này. Con váy này đây,
xinh lắm luôn. Con này còn một con size S, một con size L này. Bao lấy con này thì lên. Con mẫu này xinh thật sự luôn ấy. Y ảnh mẫu mặc luôn. Còn một size S với một size L. Bao lấy con này lên nhá. Khoác hoodie lên hết rồi đấy các bà. Khoác hoodie lên rồi đấy. Con này nhá, còn một còn một S với là một L này. Bao lấy lốt à. Vách trắng nó là xếp 3 chi tiết chị ơi. Con này bảo lấy lốt ấy. Em còn gì linh tinh không? Em còn nhiều hàng lẻ sai lắm chị Trang ơi, nhưng mà không có hàng to. L cho Thảo Ngân, con này lấy lốt là 140 một cái chứ bán 150 bán 140. Tôi lãi bằng nghìn thôi. S mặc đẹp hơn chứng tỏ L to đúng không? M to hơn đúng không? Đây con này form y như ảnh mẫu mặc luôn. Chị bán 140 đấy, em lấy trước bạn ấy mua là 150. Chị bảo rồi, mua hàng nhà chị lãi bằng nghìn thôi, chị không lãi bằng mấy chục nghìn như nhà chúng nó đâu. Các bà khách sỉ nhà tôi à, các bà lấy set vest nhà tôi về có 180, 190, các bà toàn phang khách 3XX, sợ thật. Bảo sao mà nhanh, mọi người nhanh có tiền, còn mình đi buôn của mình mãi không có tiền. Đây, con này form đẹp lắm, bảo lấy con này thì lên, nói chung là chất đẹp, form đẹp. 140, đấy lấy thì ok, chị chỉ còn đúng một con size L thôi, chị bán nốt cho đỡ phải treo hàng thôi. 140 nhá, lấy thì báo lên này, em xem còn cái gì, em sale lốt cho các bà đây. Xem còn cái gì linh tinh không? Con này em còn một con này, ok nhá, Thảo Ngân lấy L đấy. Con này em còn một con size M này, bao lấy lốt là 150 đi. Con này nhập đắt lắm, con này nhập 240 hay 260 đắt lắm luôn ý. Con này bán lốt 150, con này đẹp chưa? Còn một con size M, con này form size S mặc cho SM mặc thôi, tầm độ 50-51 cân quay đầu. Lên chị lên rồi. Lên chị bán rồi đấy, bán rồi đấy, con này của Thảo Ngân nhá. Lên chị bán hết rồi, hôm qua bán gần hết rồi. Con này của Thảo Ngân này, đây set vest hai bà, set vest hôm qua đều chưa chuyển khoản. Chắc là tôi lại phải lôi set vest ra tôi xả thôi. Đây. Con vest cúc nào? Không nhớ thì tôi trả cho con vest cúc này. Đây bảo lấy con này em bán lốt 150, nhưng con này em nhập 240, 260, phải hàng cao cấp luôn. Bà nào mà mặc được tầm 50-52 cân quay đầu thì lấy. Chuẩn hàng cao cấp luôn cho các bà nhá. 200 mấy, tôi đi nhập xỉ đã là 200 mấy rồi đấy. Rồi con này em còn một set size M. Không, con váy cúc không có màu khác đâu. Con này đi kèm với cả một cái quần giả váy đâu. Cái quần đây nhỉ, quần vứt đâu ấy các bà. Thôi từ từ đã. Từ từ đã. Váy không. À váy cho chị Nga rồi, chị Nga nhá. Con này em bán xỉ bằng lẻ thôi chị Nga ơi. Cái hàng này của em không có hàng ấy đâu. Con này em không có hàng xỉ lẻ đâu. Vì con này nhà em nó là hàng đắt tiền ý. Cho chị Nga con này là 150 này. Con này trước bán 180, em sale 180 một lần rồi đấy các bà. Bà nào mua trước là 180 ấy. Đây nhá, chị Nga. Cho tôi, ai biết được bà lấy cái gì. Phải lấy rõ lên chứ. Đây cho chị Nga con này này. Từ từ để xem còn cái gì để xả lốt đã. Con set này em còn set size M này. Bảo lấy em sale lốt cái set này này. Size M nhưng mà từ từ để đi tìm quần đã. Không biết là quần biết đâu. Đây con này em có cái này này. Cái áo len này này. Buôn là 95 này, dày cục luôn. Em ơi con này dày mềm này, lẻ là 115 này. Ai lấy hồng nhá. Chị Nga lấy xỉ Thủy ơi. Chị Nga là chị khách xỉ cơ. Lên là không có vừa thì không vừa. Bảo lấy luôn thì chả lấy. Đây. Con này bảo lấy con này lên, len này, len, len của nó là len hạt gạo này, này, mềm lắm, dày mềm. Bảo lấy con len này thì lên cho em mã len form rộng nhá. Len buôn 95 này. Từ từ để xem còn cái gì để sale lốt đây. Các chế cứ bình tĩnh. Đây em còn một cái con vest di lê này. Ê ôi xinh xịn luôn. Con này size bé. Này con này form đẹp lắm. Nói chung là hàng tao bao. Con này còn size M rồi. Bà nào FM thì lấy.
Con này sale lốt 155.000 một set luôn. 155.000 một set xỉ bằng lẻ luôn. Đây. Nó là một cái set như thế này luôn. Không có, con này nó đâu có sản xuất màu khác đâu, nó có mỗi màu đấy thôi. Con này bảo lấy con này lên set này là 155.000 một set luôn này. Còn một set cuối cùng 155.000 nhé, bảo lấy thì chốt đơn này. Biết rồi để xem còn cái gì không. Đây. Đây còn hai con, ba con váy này đây. Ồ di lê em còn cả màu ghi nữa, các mụ. Đây đây đây. Con váy này đây. Con váy này em sale lốt cho các mợ luôn, con váy này. Là 150 luôn, kèm hoa luôn cho các bà cho máu luôn. 150 kèm hoa hai màu size S. Nhưng mà con này size S ấy nó cũng không bé đâu. Con này size S nó cũng phải tương đương với 50 51, nếu mà cao cao thì 52 cân vẫn mặc được con size S này. Đây bảo lấy con này em có hai màu kèm hoa luôn cho các mợ luôn. 150 nói thật là cái hàng này em xả lỗ lắm ấy. Tôi toàn nhập cái hàng ngoài cửa hàng này toàn 260, 240, 270, 280. Màu xanh này chưa là được. Bảo thích lấy cái con này thì lên sale lốt 150 cho đỡ phải treo hàng, không năm sau lại lôi ra bán đắt. Cất đi rồi là không lôi nữa, năm sau lôi ra bán đắt đấy. Con set vest này còn một con này. Chị Nga lấy xanh ở đây cho chị Nga xanh này. Nga này, xanh này. Tí em lấy hoa cho Nga đấy, xanh cho dưới. Nga đây là không có túi mới đau chứ. Để đây đây đã. Cái gì thì đang này. Đây cái set vest này em sale lốt cho các bà này. Còn một set size XL. Set vest này ngụ gì ấy nhỉ, Hạnh sale. Nó về nó khen chất xịn dã man. Nó có biết là hàng đẹp như nào vậy. Con này em còn một set size XL. Bảo lấy cái set này em sale lỗ lốt cho các bà là 175.000 xỉ bằng lẻ. Còn một cái size XL bà là mua trước thì thôi, tại vì trước em buôn cái hàng này nó là 190.000 giá buôn và lẻ là hai. À đâu, buôn là 200, lẻ là 220, giờ em bán lốt 175.000 này. Bảo lấy con set này thì lên mã là set gilê size to nhá. Size to còn đúng một set màu xanh cuối cùng. Bảo lấy thì lên để đỡ phải ấy. Con size này cho các bà là tầm độ 57, 58, 60 cân các bà vẫn mặc được cái set này nhá. Ai lấy set gilê đấy chốt lên luôn, mã set gilê rồi, đẹp. Hàng đẹp luôn. Nó nguyên một cái set này 175.000, tôi bảo các bà còn chưa đủ công ra ngoài may luôn. Đây các bà nhìn này. Bảo lấy con set gilê này lên cho mã set gilê, xỉ bằng lẻ 175.000. Rồi tiếp nhá. Có mợ là mặc váy size S không? Còn nhiều váy size S lắm mà. Đây rồi tiếp này, tiếp tục. Còn một cái set này. Còn một cái set này nhập đắt. Set này nhập đắt. Cái set này cái chân váy hàng em chưa là ra được, nhưng mà đây này. Hàng chuẩn LD chất đẹp luôn này, mọi người nhìn này, cái đường kim mũi chỉ cho có này size S. Cái chân váy này đó là chân váy ly nó gọi là cái gì nhỉ? Ly tở à. Tức là bên dưới nó không xếp ly đâu, mà nó chỉ xếp ly bên trên thôi. Mà con này em cũng chưa là ra được. Đây các bà này, cái ly này này, nó chỉ xếp bên trên, còn bên dưới nó chỉ có vạch ly thôi. Đây váy điệu, đây đợi em tí. Em có một ít váy hèm hàng ở cửa hàng mà em nhập toàn hàng đắt rồi. Đây con này size S, chất siêu đẹp luôn. Bảo lấy set này bán. Set này là 155.000 một set xỉ bằng lẻ. Hàng cao cấp loại 1 luôn nha các bà ơi. 155.000. S eo bao nhiêu, S không biết eo bao nhiêu, mà tôi nghĩ là M vẫn mặc được con này đấy, vì con này nó là hàng hãng luôn. Xỉ bằng lẻ 155.000, nguyên một set đẹp như này. Hàng chuẩn LD này, các bà nhìn hàng hãng của nó này. Đấy. Đây các bà nhìn hàng hãng bao đẹp luôn cho các bà, 155.000 một set. Con này chắc là S mặc được. Từ từ để đo eo, mụ thủy cứ đổi cả, mệt lắm. Đo eo lại. Đây. Từ tôi đo chuẩn cho mọi người đã, để đỡ phải đổi trả. Không, con này chỉ eo 68 thôi. Eo 68 thôi. Bảo lấy con này thì lên eo 68 155.000 nguyên set luôn cái hàng đi. Về mọi người là ra nhá, cái này là chưa là ra được. Cái chất này nó chưa là ra được. Bảo lấy con set này thì lên, có một set thôi.
nó lẫn ở trong cái đống xếp vét kia kìa. Xếp size S cho chị Lê Thị Nhung này. Rồi chị Lê Thị Nhung 155.000 xỉ bằng lẻ luôn cho em nhá. Mua cái áo ở ngoài ấy cũng không có cái giá 155.000 này đâu. Đây là nhìn cái áo chuẩn hàng ND, nó đứng form đẹp như này luôn. Rồi chị Lê Thị Nhung nhắn tin lại bảo lấy thì chả lấy, chần chừ. Hết rồi nhá. Rồi đây của Lê Thị Nhung, bộ len sau bao nhiêu? 195 mình ơi. Này cái áo này xinh xỉu luôn. Mua một cái áo này thôi đã 155.000 nữa. Hàng hãng luôn cho các bà, nó đẹp từng đường kim mũi chị. Cái này về nó không phải lỗi đâu nhá các chị nhá. Cái này nó gọi là hàng liter gì ấy đấy. Nó chỉ xếp ly ở trên thôi nhá các bà nhá. Không về lại bảo em lỗi là mệt lắm ấy. Rồi tiếp tục nhá. Ơ chị Nhung, chị nhận hàng kia chưa? Chị nhận hàng kia chưa? Đây, váy đây. Váy còn con váy này một size bé xíu. Đây em còn một cái con này nữa đây. Em sale lốt 150 lốt này. Con này em còn cũng size S thôi. Nhưng mà cái hàng size S, hàng thiết kế này của nó cũng phải 50-52 cân ấy. Không, chị không có áo kiểu đâu em ơi. Năm nay chị chả buôn hàng áo, chả buôn tí là áo là kiểu nào luôn. Đây, chị lấy hoa nhí xanh ngọc này thì lên này. 150 luôn size S nhá. Hoa nhí xanh ngọc 150 size S. Tiếp này, con áo này em còn, à thôi áo này để phối với chân váy quên rồi. Xem còn cái gì nữa xem nào. Ờ, còn cái váy này em còn con size M này, em sale lốt cho các bà 150 luôn. Hàng đây. Size M nhá bà ơi, cái váy này hoa đẹp lắm, mọi người nhìn cái chất vải này này. Cái hoa này của nó là hoa đính nổi nổi lên, cái kiểu vải nổi nổi lên tí ấy. Đây, ai lấy con này size M thì lên này. Tay của nó là tay cánh tiên như thế này. 150.000 xỉ bằng lẻ nhá. Không có xỉ lẻ đâu. Cái hàng này xả lỗ sập mặt rồi. Toàn xả lỗ 90-100.000 một cái áo. Cái váy 10 cái mất 4 triệu rồi. Size M thủy. Từ để kiếm túi. Đang không có túi đây. Rồi này. M cho thủy đây. Hết rồi chị Nga ơi. Đợi em kiếm còn con nào. Này thủy này. 150 này. Rồi này. Đây em vẫn còn mấy con váy hoa đây, đợi em tí. Xả lốt cho hết. Đây. Một con. Hai con, ba con. Đây váy hoa đây. Con xanh này em còn một con size S này. Con xanh này còn con sẽ này, con này chỉ con này chất vải cũng như cái con kia kìa, cái hoa cũng lên này. Ê ôi, cái hàng này nhà bọn GVD gì đấy ấy, nó bán toàn 300 mấy thôi, con này 150 lốt, bảo lấy được thì lên, ai mặc được sẽ thì lấy, chưa bao giờ có giá rẻ như này luôn. Em cam kết cái hàng này ra ngoài các bạn mua toàn hơn 300 thôi, thì tôi nhập toàn 200 mấy rồi. Đây bảo lấy con hoa xanh ngọc này thì lên này, hoa vàng này thì còn size gì ấy, từ từ em nhìn em. Con hoa vàng này thì em còn size M này. Đây hoa vàng này còn size M này. Hoa xanh thì còn size đây này, form đẹp lắm luôn nhé. Nhà nó đang bán toàn hơn 300 đấy. Đây bảo lấy con này thì lên, con này còn size M. Phương Mai lấy M, Phương Mai nhắn tin lại cọc tiền nhá. Hết rồi, em còn mỗi con này thôi. Từ đã mà đang không có túi, lấy túi đâu bây giờ. Đợi tí để ra lấy cái túi đã. Đây này. Phương Mai. Không ai lấy con xanh ngọc à? Phương Mai này. Eo chất đẹp xỉu luôn cho các bà nhìn cái chất hoa. 150 xỉ bằng lẻ. Từ từ em vẫn còn hoa, đợi em tí. Từ để Phương Mai này. Đây còn một con xanh ngọc này không ai lấy à? Xanh ngọc sẽ ép đi nha. Đây còn một con gấm này cũng không, chứ không có áo cánh rơi. Đã bảo năm nay chả buôn hàng áo luôn. Con gấm này cũng tặng lốt 150 lốt cho hết size size S. Nhưng mà con này tầm độ 52 cân ấy, chị vẫn mặc cái con này đấy. Gấm nhá, kèm hoa luôn các bà. Tôi kèm tặng kèm hoa luôn, 150 lốt cho hết. Ai lấy gấm chốt mã gấm luôn. Gấm 150. Gấm kèm hoa 150.000. Con này mặc
Mọi người mặc Tết ấy, mặc Tết hoặc là đi cưới xin ấy, đẹp lắm luôn. Gấm này này, nó sang. Gấm nhá, ai lấy gấm thì lên mã gấm. Tiếp còn con hoa tầng 150 lốt này. Con hoa tầng này còn con size M này. Bảo lấy hoa tầng này còn con size M 150 lốt này. Hoa tầng nhá, còn con size M 150 lốt. Con này nhìn đơn giản thôi, mặc lên xinh. Hoa tầng này, rất đẹp. Hoa tầng, còn con size M 150. Tiếp nha, xem còn con nào. Đây con hồng này hàng công sở. Không không, năm nay chị không có về áo da từ hộp cúc đâu. Chị không về, năm nay chị chạy hàng da có mấy mẫu thôi. Con này xinh lắm, con này đó là hàng công sở. Chị à, mặc được size S lấy đem sale lốt 150 con này. Mọi người nhìn cái công sở cái form này đơn giản nhưng mặc lên nó xinh cực kỳ luôn. Các bà màu hồng này cũng xinh nhá. Em sale lốt con này 150. Bảo lấy thì lên, nó có cái nơ sau này. Nó không đơn điệu đâu, nó có cái nơ sau này cũng xinh. Hoặc mọi người thích thắt nơ trước thì thắt nhá, tùy mọi người. Ai lấy con hồng này, cổ xếp ly này, xinh lắm, bảo lấy con hồng này chốt cho em mã hồng. Còn một con sẽ ép thôi, là hết hàng nhá. Thôi nghỉ nhá mọi người ơi, nghỉ nhá. Nghỉ nhá mọi người ơi, chiều chốt đơn. Bà nào có đơn chủ động inbox lại. Bảo đi đơn luôn thì báo chiều chốt đơn nhá. Nghỉ nha các bà ơi. Rồi nha, mọi người nghỉ đi, chiều hoặc mai em sẽ like tiếp nhá. Để xem chiều có hàng gì về thêm không, không thì sẽ like tiếp nha mọi người. Không, cháu con sơ mi nào to à? Toàn sơ mi bé xíu xíu hay là kiểu con nào to đó. Không con nào to. Hôm nào rảnh rảnh ấy, để một hôm dọn lốt hàng một lần cuối rồi nghỉ. Nha, nghỉ đã mọi người.